Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 171. Lợi hại, có người hô lên, quyền này đủ uy lực để đe dọa cường giả tầng thứ ba đạo cảnh đấy. Tôi thấy còn hơn ấy, cậu ấy mới luyện thành thôi, nếu thuần thục rồi thì khéo cường giả tầng thứ tư đạo cảnh cũng không chịu nổi. Xem ra Diệp Thiên Kình mệt rồi đây. Ngô Bình diễn tập thêm vài lần võ kỹ và chú pháp thì Diệp Thiên Kình mới xuất hiện. Hắn mặc áo xanh, dáng người dỏng cao, gương mặt tuấn tú đang mỉm cười, đã 7 năm rồi không có ai khiêu chiến tôi, cậu là người đầu tiên suốt 7 năm qua đấy, khá lắm. Bắt đầu, giọng nói kia vang lên. Ngô Bình nhìn cao thủ có tên là Diệp Thiên Kình thì thấy khí tức của hắn rất quen. Đúng lúc này, Diệp Thiên Kình đã chỉ tay lên cao rồi thờ ơ nói, thiên tinh. Ngay sau đó đã có hơn 700 vì sao tỏa sáng ở trên trời, chúng tạo thành các chùm sáng rồi hình thành một thanh trường kiếm ánh sáng trên đỉnh đầu Diệp Thiên Kình và tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Quá đỉnh, Diệp Thiên Kình đã dung hợp tinh thuật cấp 4 với kiếm đạo thành thiên tinh chạm rồi, chắc người khiêu chiến sẽ thua thôi. Diệp Thiên Kình xuất thân từ thế gia kiếm đạo, thuật phi kiếm của hắn rất chuẩn xác, thêm tu vi cao hơn người khiêu chiến nữa nên hắn nắm đến 60% thắng lợi rồi. Diệp Thiên Kình vừa ra tay thì Ngô Bình cũng rút một thanh trường kiếm ra, anh sử dụng thuật thân áo tên là Phi Tinh Thích. Thuật thân áo này là một thuật anh dung hợp từ một tinh thuật cấp 5 và kiếm thuật nên lực sát thương rất khủng. Chém. Diệp Thiên Kình giơ tay lên, thanh trường kiếm kia đã bay tới tấn công Ngô Bình. Xong, anh chợt biến mất, chỉ còn một vì sao bay tới va chạm với thanh kiếm kia. Cheng. Kiếm tinh vỡ nát rồi hóa thành các vì sao, sau đó Ngô Bình cũng biến mất, vì anh đã xuất hiện sau lưng Diệp Thiên Kình. Diệp Thiên Kình giật mình, sau đó giơ tay phải lên tạo quyết thì chợt có một thanh kiếm bay từ sau lưng ra rồi chém lên người Ngô Bình. Kim thân chú của Ngô Bình đã được khởi động, nó đã đỡ đòn này thay anh, sau đó anh đã lách sang một bên. Kim thân chú, Diệp Thiên Kình cau mày, được lắm, nhưng tiếc là cậu không thi triển thuật này lâu được đâu. Sát trận cửu tinh, kết trận. Hắn điểm tay một cái, 9 ngôi sao trên trời đều phát sáng, lại có một thanh kiếm tinh ngưng tụ trong tay hắn, thanh kiếm bắn ra 3.000 sát quang rồi tấn công Ngô Bình. Thiên tinh trảm, đây là tuyệt học mà hắn từng dùng để đánh bại người đứng đầu bảng tiểu tiên, có người hô lên. Đối diện với đòn tấn công ấy, Ngô Bình tiếp tục thi triển kim thân chú, các sát quang rơi xuống người anh thì đều bị cản lại. Không thể gây tổn thương cho anh. Cái gì, cậu ta đã dùng kim thân chú 2 lần rồi, sao làm được thế, có người kinh hãi nói. Diệp Thiên Kình híp mắt lại, cũng có chút tài lẻ đấy, nhưng tôi không tin cậu thi triển được 3 lần, tam thiên tinh lạc, mở. Cả bầu trời sang rung chuyển, 3.000 vì sao rơi xuống, giữa chừng đã tạo thành một thanh kiếm khổng lồ rồi tấn công Ngô Bình. Ngô Bình chẳng thèm nhìn lên rồi di chuyển tiếp 7 bước. Sau đó anh tung một quyền ra. Quyền này có thần áo và huyền áo hợp nhất rồi dung nhập vào võ kỹ thất tinh quyền của anh. Phụt! Diệp Thiên Kình không né kịp, hắn đã dồn gần như hết sức cho tam thiên tinh lạc mất rồi. Ngực hắn lõm xuống, mắt trợn trừng, người cũng bay ra xa. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đã chém xuống khóa Ngô Bình lại. Ngô Bình chỉ vung nhẹ tay phải lên rồi đập lên không trung, sau một tiếng động lớn. 3.000 vì sao đã tản ra rồi hóa thành nhiều ánh sáng rồi rơi xuống như mở một bữa tiệc lửa. Cảnh vật im lìm, tất cả đều thấy không thể tin được. Sao cậu ấy làm được vậy nhỉ? Tam thiên tinh lạc mạnh hơn thất tinh chảm nhiều, thế mà cậu ấy vẫn phá giải một cách dễ dàng, có người nhận xét. Hình như người này đã nắm rõ mọi tài năng về sao trời, Diệp Thiên Kình như múa rìu qua mắt thợ rồi. Giờ cậu ấy đứng đầu bảng tiểu tiên rồi, kiểu gì cũng khiêu chiến bảng đại tiên tiếp, lần này chúng ta đến xem quá là ý nghĩa luôn. Diệp Thiên Kình đã thua, giọng nói kia tuyên bố, khiêu chiến thành công, người đứng đầu bảng tiểu tiên sẽ là Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, phần thưởng khi khiêu chiến thắng là gì? Phần thưởng nhân đôi, nhận được 400 tỷ tiền đại đạo và một môn chú pháp và một môn võ kỹ cấp thiên hạ phẩm. Nhận thưởng xong. Lại có người ném cho Ngô Bình 7-8 cái túi tiền, bên trong chứa đầy tiền. Họ đều đặt anh thắng nên đã kiếm được kha khá, vì thế muốn tặng anh một ít.
tôi tiếp tục khiêu chiến bảng đại tiên được không? Hôm nay chỉ tổ chức bảng tiểu tiên thôi, bảng đại tiên thì phải chờ một tháng nữa. Giọng nói ấy vừa dứt, đã có một miếng ngọc bội xuất hiện trong tay Ngô Bình, giọng nói kia vang lên tiếp, một tháng nữa, cậu hãy cầm miếng ngọc bội này đến Thiên Khuyết. Dứt lời, có một tia sáng cuốn lấy Ngô Bình rồi đưa anh rời đi. Ngô Bình đã xuất hiện trước cửa Thiên Khuyết. Nguyệt Thanh Ảnh và Hà Tử Trần tiến lên hỏi, anh không sao chứ? Ngô Bình cười đáp, không. Hà Tử Trần mong chờ hỏi, anh có lấy được thứ hạng nào không? Ngô Bình nhìn hai cô gái rồi cười nói, hai em đoán xem. Hà Tử Trần, chắc chắn anh lọt vào top 10. Nguyệt Thanh Ảnh, không, phải là top 3. Ngô Bình, cũng khá chuẩn, anh đứng đầu bảng tiểu tiên rồi. Nguyệt Thanh Ảnh và Hà Tử Trần đều kinh ngạc, đứng đầu bảng tiểu tiên. Quá khủng khiếp. Lệ Cửu Tiết ở cách đó không xa chạy tới, sau đó híp mắt hỏi, anh Ngô giành được vị trí thứ nhất ư? Giỏi quá, bảng này phủ rộng khắp hơn chục tiên giới mà anh Ngô đứng đầu được, đúng là đỉnh của đỉnh. Hà Tử Trần cười nói, anh Bình, chúng ta về thôi. Sau khi về chỗ ở của Ngô Bình, Hà Tử Trần sai người chuẩn bị tiệc để cô ấy và Nguyệt Thanh Ảnh chúc mừng anh. Ngày hôm sau, Ngô Bình lại tiếp tục luyện chế thượng bí đan và bí thần đan, trước khi rời khỏi nhà họ Hà, anh phải luyện chế xong hết số đan dược mà nhà họ Hà cần trong năm nay. Loáng cái 3 ngày đã trôi qua, Ngô Bình đã luyện chế được một ít đan dược, sau đó dùng vạn hóa thần hồ để nhân bản. Anh đã tạo được thần môn, tu vi tăng cao nên hiệu quả sử dụng vạn hóa thần hồ đã tăng lên gấp bội, tốc độ nhân bản cũng tăng cao, đương nhiên cũng tốn nhiều tiền tiên. Sau 2 lần khiêu chiến thành công, Ngô Bình đã có được phần thưởng là 600 tỷ tiền đại đạo, thêm 10.000 tỷ trong nhẫn ở động kim đỉnh thì cũng đủ tiền cho anh tiêu xài. Luyện đan xong, Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh tạm thời quay lại Thần Châu, còn Hà Tử Trần ở lại giúp bố mình ổn định công việc. Ngô Bình vừa tạo được thần môn nên sẽ cần mua một lượng lớn đá thần để chính thức ngưng tụ thần môn. Thần môn mà anh hấp thu được chỉ là hình thức ban đầu, sau này sẽ cần một lượng lớn đá thần minh để hoàn thiện. Hoàn thiện xong, anh có thể hấp thu sức mạnh trong không gian vô thượng ấy để bồi dưỡng cho người thân cùng bạn bè của mình. Các sức mạnh cấp cao này có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra thiên tài và hỗ trợ họ trong việc tu hành. Anh ở nhà vài hôm, Ngô Bình đã đến thỉnh giáo Nguyệt Đông Thăng xem có thể mua đá thần minh tốt ở đâu. Nguyệt Đông Thăng nói trong 10 đại tiên giới thì chỉ có tiên giới Thái Ất mới có đá thần minh tốt nhất. Loại đá này chia thành đá thường, đá chân phẩm và đá cực phẩm. Đá thần minh rất đắt, một viên loại thường cũng có giá cả chục tiền tiên. Hơn nữa phải dùng nhiều nên hầu hết các tu sĩ đều chỉ mua được loại thường. Giá đá chân phẩm thì đắt hơn một chút, số lượng hạn chế nên một viên có giá hơn 1 triệu, vì thế cực ít người mua nổi. Đá loại cực phẩm thì còn hiếm nữa, rất ít thế lực nắm giữ tài nguyên này nên người ngoài có tiền cũng không mua được. Nhưng một viên cực phẩm có giá trị bằng cả 500 viên loại thường nên cũng không tốn cho lắm. Nghe Nguyệt Đông Thăng nói, đá thần minh cực phẩm của tiên giới Thái Ất khó mua được bằng tiền, mà phải đổi bằng các vật chân quý. Theo ghi chép các giao dịch trong lịch sử thì một viên đá thần minh cực phẩm có giá không dưới 100 triệu tiền tiên. Ngô Bình mở thần môn chí tôn nên sẽ tốn đá thần minh hơn thần môn bình thường rất nhiều, ít cũng phải cỡ 500 tỷ đến cả 1.000 tỷ viên đá loại thường. Đổi sang đá thần minh cực phẩm thì sẽ khoảng 1 đến 2 tỷ viên, tính ra sẽ là một số tiền rất lớn. Sau khi chuẩn bị xong, Ngô Bình đã một mình đến tiên giới Thái Ất bằng trận pháp vận chuyển. Anh đáp từ trên cao xuống một vùng hoang vắng, anh vừa đến thì đã thấy bị một luồng lực tinh thần khóa chặt. Anh híp mắt lại rồi nhanh chóng mặc thất thần giáp cùng đeo nhẫn cửu long lên. Áo giáp đạo cảnh trước đó đã bị hỏng, nhưng vẫn còn thất tinh giáp và nhẫn cửu long, vì thế anh vẫn phát huy được lực chiến đấu ngang tầng thứ 7 đạo cảnh. Gào! Một con khỉ trắng to đùng bay từ xa tới, nó cao cả 100 trượng, quanh người đầy cương khí màu vàng, nơi nó đi qua núi lở đất mòn, 100 thú đều bỏ chạy. Ngô Bình đứng yên tại chỗ, thần anh mặc thất thần giáp bay ra rồi thi triển thuật thân áo và lao về phía con khỉ trắng. Uỳnh! Thần anh của Ngô Bình đã có cơ thể thật, nó lắc người một cái rồi hóa thành người khổng lồ,
uy lực áo thuật mà nó thi triển rất khủng khiếp, nó đánh con khỉ lộn nhào chỉ bằng một quyền. Nhưng thực lực của con khỉ cũng không vừa, lỗ mũi nó phun lửa rồi lại tấn công thần anh. Thực lực của con khỉ rất mạnh, cuối cùng Ngô Bình phải dùng tới thuật huyền áo thì mới miễn cưỡng đánh bại nó được. Anh khóa tay con khỉ sau lưng rồi dí mặt nó xuống đất, sau đó lạnh giọng hỏi, mày đã phục chưa? Con khỉ bị đánh rụng nửa hàm răng, miệng nó méo xệch, xương cốt không biết đã gãy bao cái nên gật đầu ngay. Ngô Bình nới lỏng tay, nó nhảy lên rồi lao tới nói, con người kia, người không được xông vào địa bàn của ta. Bấy giờ, Ngô Bình mới phát hiện ở đây có linh khí dồi dào, trật tự mạnh mẽ, so ra còn hoàn hảo hơn động thanh linh mà anh từng ở. Anh hỏi, mày biết nói tiếng người thì xem ra đã giao lưu với con người rồi. Con khỉ, ta là chủ của động thiên diệu hoa, thường ngày hay có con người đến nhưng đều bị ta đuổi đi hết. Ngô Bình nhớ trong thiên giới Thái Ất có không ít nơi chưa được khai phá, đương nhiên cũng gồm động thiên và phúc địa. Anh hỏi, chưa có cường giả nào đến cướp động thiên ở đây à? Con khỉ, từng có một người không biết tự lượng sức mình đến, nhưng đã bị đại ca của ta đánh chết rồi. Ngô Bình, ồ, người còn có đại ca hả? Con khỉ, đúng, chúng ta đã kết nghĩa, ta xếp thứ ba, thực lực của đại ca ta mạnh hơn ta, anh ấy là một con chim đại bàng cánh vàng. Ngô Bình, nói vậy thì ba người cùng trấn thủ ở động thiên này hả? Con khỉ, không, ba anh em ta chia nhau thủ ở hai động thiên và một phục địa. Ta thủ ở động thiên Diệu Hoa, anh hai ta ở động thiên Tử Tiêu, còn đại ca thì ở phúc địa Thương Lãng. Ngô Bình, ba nơi có gần nhau không? Cũng không xa, cho nên nếu có ai dám đến cướp động thiên của ta thì đại ca ta sẽ đến giúp ngay. Nghe thấy vậy, Ngô Bình thờ ơ nói, thế thì đại ca của ngươi đang đến hả? Khỉ trắng, đúng vậy, nếu ngươi còn không đi thì đại ca ta sẽ đến ngay đó. Ngô Bình cười khẩy, ta vừa để lộ chút sơ hở, ngươi đã tấn công liền, có tin ta giết ngươi luôn không? Khỉ trắng sợ hãi nói, ngươi đừng làm vậy. Chúng ta không có thâm thù cừu hận, có nhất thiết phải thế không? Ngô Bình, không muốn chết cũng được thôi, hãy nói cho ta biết đại ca của ngươi có điểm yếu gì không? Khỉ trắng tức giận nói, ta thà chết cũng không nói, thích giết thì ngươi giết đi. Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên, con khỉ trắng này là một con hung thú nhưng lại rất có tình nghĩa, anh gật đầu nói, ngươi không nói thì thôi, ta chỉ tình cờ đi qua đây thôi, tạm biệt. Dứt lời. Anh đang định bỏ đi thì chợt có một người đàn ông xuất hiện bên cạnh, người này có gương mặt quái gở, đôi mắt thì như mắt chim. Người đàn ông nói, anh bạn nán lại đã. Nhìn thấy người đó, con khỉ trắng vui mừng gọi, đại ca. Người đàn ông này chính là con đại bàng cánh vàng, y cười nói, tam đệ, quả nhiên ta không nhìn nhầm đệ, đệ sống rất tình nghĩa, đúng là huynh đệ tốt của ta. Ngô Bình quan sát con đại bàng cánh vàng đã hóa thành người này rồi hỏi, anh gọi tôi lại để trả thù cho nó à? Con đại bàng bật cười nói, anh bạn hiểu lầm rồi, ban nãy anh đã tha cho tam đệ của tôi, cũng không ép đệ ấy nói chuyện mà đệ ấy không muốn nên tôi thấy anh là người trượng nghĩa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, trượng nghĩa gì đâu, chỉ là tôi thấy nó có tình có nghĩa nên không muốn làm khó nó thôi. Đại bàng, anh bạn, tôi cảm nhận được khí tức nồng mùi dược liệu trên người anh biết luyện đan à? Cảnh giới của con đại bàng này rất cao, nó đã là cường giả tầng thứ 9 đạo cảnh rồi, hơn nữa còn có khả năng nhạy bén bẩm sinh, vừa nhìn đã đoán Ngô Bình là một thầy luyện đan. Ngô Bình cũng không giấu giếm, anh cũng tinh mắt đấy, tôi là thầy luyện đan thất tử đỉnh. Đại bàng vô cùng kinh ngạc nói, không ngờ anh lại giỏi thế, thật vinh hạnh. Xin hỏi quý danh của anh. Ngô Bình, tôi là Ngô Bình. Đại bàng, thầy Ngô, tôi đang tu luyện công pháp vô thượng của loài chúng tôi, tên là Phượng Hoàng Thiên Kinh. Hiện giờ, tôi đang muốn đột phá lên thêm một cảnh giới nữa, nhưng dù có cố đến mấy cũng không thành công. Phượng Hoàng Thiên Kinh có viết về một loại đan dược tên là Phượng Hoàng Đan, nếu có nó thì khả năng cao là tôi có thể đột phá. Ngô Bình, anh định nhờ ta luyện đan cho à? Đại bàng, đúng vậy, không biết thầy Ngô có thể giúp tôi được không? Ngô Bình, sao tự nhiên tôi phải giúp anh chứ?
Đại bàng cánh vàng, đương nhiên tôi sẽ trả công cho anh, phúc địa thương lãng của tôi là phúc địa cấp 11. Trong những phúc địa tốt nhất ở tiên giới Thái Ất, trong đó có vô vàn thiên tài địa bảo. Nếu anh chịu giúp tôi thì tôi sẽ tặng anh phúc địa ấy. Ngô Bình nói, sau khi đột phá rồi thì thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn, sao ta biết ngươi có nuốt lời không? Vì thế, tốt nhất ngươi hay lấy thứ gì đó thực tế hơn ra trao đổi đi. Đại bàng cánh vàng ngẫm nghĩ rồi nói, tôi có thể giao thiên thược của phúc địa cho anh. Ngô Bình cũng từng nghe nói động thiên và phúc địa đều có một chiếc chìa khóa tên là thiên thược. Nếu có nó thì có thể ra vào động thiên và phúc địa lúc nào cũng được. Một khi hai nơi đó đóng lại thì trong bất xuất, ngoại bất nhập. Có thể nói phải có thiên thược thì mới thật sự là chủ của động thiên phúc địa. Ngô Bình suy nghĩ thì thấy mối làm ăn này cũng ổn nên hỏi, anh có phương thức luyện đan không? Đại bàng cánh vàng vội nói, có. Hơn nữa, tôi đã gom đủ dược liệu rồi. Nói rồi, y lấy phương thức luyện chế ra rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình nhìn xong thì biết loại đan dược này cực khó luyện, ít cũng là đan dược cấp 20. Với cảnh giới hiện giờ thì chắc anh sẽ rất tốn sức. Anh hỏi, khi nào ngươi cần? Đại bàng cánh vàng, tốt nhất trong vòng một năm. Ngô Bình gật đầu, được, ta sẽ đưa đan dược cho ngươi đúng hẹn. Đại bàng cánh vàng mừng rỡ, thầy Ngô, vậy là anh có thể luyện chế Phượng Hoàng đan đúng không? Ngô Bình, có thể thử. Đại bàng cánh vàng cúi gập người hành lễ, phiền thầy Ngô rồi. Ngô Bình, chúng ta giao dịch sòng phẳng, không cần cảm ơn đâu. Đại bàng cánh vàng cười nói, thầy Ngô, anh đột nhiên đến đây có việc gì không? Ngô Bình, cũng không có gì, tôi đến mua đá thần minh cực phẩm. Đá thần minh, đại bàng cánh vàng ngẫm nghĩ rồi nói, tôi với Giao Tiên Sinh ở Động Thiên Song Long là bạn cũ, ở đó có đá thần minh cực phẩm đấy. Ngô Bình sáng mắt lên, hả, người đó có chịu bán không? Đại bàng cánh vàng, người bình thường mua thì chắc là không, nhưng nếu là tôi thì chắc được. Ngô Bình, vậy phiền anh đi hỏi hộ tôi xem người đó có bán đá không, tôi muốn mua số lượng lớn. Đại bàng cánh vàng hỏi, thầy Ngô cần bao nhiêu? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, ít nhất là 2 tỷ viên. Đại bàng cánh vàng ngẩn ra, nhiều thế ư? Chắc ở đó không có nhiều vậy đâu, chờ một chút, để tôi đi hỏi. Dứt lời, y đã hóa thành một tia sáng vàng rồi biến mất. Khoảng 15 phút sau, có một tia sáng đáp từ trên cao xuống, đại bàng cánh vàng đã xuất hiện, y cười nói, thầy Ngô, họ bảo chỉ có hơn 1 tỷ viên thôi, 6.000 tiền đại đạo một viên. Lẽ ra nếu nể mặt tôi thì họ có thể giảm xuống thành 5.000, nhưng gần đây cũng có người đến thu mua nên giá hơi cao một chút. Ngô Bình, có người muốn mua ư? Họ có mua nhiều không, anh? Nghĩ có người cũng cần dùng đá thần minh cực phẩm để hoàn thiện thần môn giống mình. Đại bàng cánh vàng, tôi hỏi rồi, người đó đòi mua hơn tỷ viên. Nhưng chưa tới tìm Giao Tiên Sinh mà đang đi hỏi thăm chỗ mua. Ngô Bình gật đầu, có hàng mẫu đấy không? Đại bàng cánh vàng lấy một viên đá to như nắm đấm 20 mặt ra, nó tỏa ra một khí tức huyền diệu cùng 7 tia sáng. Ngô Bình cầm lấy quan sát thì thấy đúng là đá thần minh cực phẩm. Anh gật đầu nói, tôi mua hết, nói rồi, anh lấy tiền ra cho vào một chiếc nhẫn chữ đồ rồi đưa cho đại bàng cánh vàng. Đại bàng cánh vàng thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ Ngô Bình lại có nhiều tiền như vậy nên gật đầu nói, xin chờ một lát, tôi đi rồi về ngay. Loáng cái, y đã quay lại và đưa cho Ngô Bình hơn chục tỷ viên đá thần minh cực phẩm. Ngô Bình thấy không có vấn đề gì thì cất chúng đi, sau đó gật đầu nói, vẫn chưa đủ, tôi cần đi mua tiếp. Đại bàng cánh vàng, thầy Ngô, tôi đã hỏi Giao Tiên Sinh rồi, ông ấy bảo người bán đá thần minh toàn ở chợ Đông Khư. Ngô Bình hỏi thăm về vị trí của chợ này, sau đó tạm biệt đại bàng cánh vàng rồi rời đi. Chợ Đông Khư nằm ở một khu hoang tàn rất lớn thuộc tiên giới Thái Ất, Ngô Bình phải bay một lúc lâu mới đến gần chợ. Anh đi thêm một đoạn thì đã thấy chợ rồi. Bây giờ đang giữa trưa, chợ rất đông đúc, ít cũng phải có cả vài chục nghìn người đang tiến hành mua bán. Anh liếc nhìn rồi đáp xuống một bức tường cao, bức tường này cao 1.000 trượng, dày 300 trượng như một dãy núi nối liền nhưng chỗ nào cũng đã bị hư hại, diện tích bên trên rất rộng,
có nhiều tu sĩ đang bày hàng ở đây. Sau khi đáp xuống, Ngô Bình đã hỏi một tu sĩ qua đường, anh bạn, xin hỏi ở đâu bán đá thần minh? Người kia nhìn Ngô Bình rồi chỉ vào vách tường cao nhất rồi nói, lên đó mà xem. Ngô Bình cảm ơn, sau đó bay lên vách tường ấy. Đến nơi, anh nhìn thấy có một tòa lầu 3 tầng, bên ngoài cửa bày một chiếc bàn, hiện giờ đang có người ngồi ở đây, phía đối diện cho mấy chục người vây quanh nói gì đó. Anh đi tới thì thấy người đó cười nói, quy định của thần minh các chúng tôi xưa nay vẫn thế, dùng vật đổi vật. Muốn mua đá thần minh cực phẩm thì phải lấy bảo bối cực phẩm ra trao đổi. Có một tu sĩ trong đám đông hỏi, dùng thẳng tiền không được à? Người kia cười đáp, không phải là không được, nhưng giá hơi cao đấy. Báo giá đi, tu sĩ kia vội hỏi. Người kia, một viên đá thần minh cực phẩm có giá 10.000 tiền đại đạo. Mọi người xung quanh đều hít vào hơi lạnh, 10 tiền đại đạo không phải con số lớn với những người ở đây, nhưng nếu họ muốn mua 1 triệu đến 2 triệu viên thì sao? Thế không phải là mấy chục tỷ tiền đại đạo rồi à? Nhiều tiền thế thì đâu phải ai cũng mua nổi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi lấy thiên kiêu đan do mình luyện chế ra đặt lên bàn và hỏi, viên đan dược này có được tính là bảo bối không? Người kia cầm viên Diệp Phi Nhiên lên xem rồi hỏi, cậu giới thiệu chút được không? Ngô Bình, đây là thiên kiêu đan do thầy luyện đan thất tử đỉnh luyện chế. Uống nó vào thì có thể tăng tư chất và căn cốt, sau đó người bình thường cũng có thể trở thành thiên kiêu. Người kia ngạc nhiên nói, trên đời có đan dược như vậy ư? Người đó suy nghĩ một lát rồi hỏi, cậu bán viên này bao nhiêu? Ngô Bình thờ ơ nói, người bán thích mua bao nhiêu thì mua. Anh giơ viên đan dược lên rồi cao giọng nói, tôi sẽ đấu giá viên thiên kiêu đan cực phẩm này tại đây, giá khởi điểm là 500 triệu tiền đại đạo. Ai trả cao nhất thì được. Giọng nói của anh rất vang, người ở cả chợ Đông Khư đều nghe thấy rồi lũ lượt kéo nhau đến xem. Sau khi nghe về hiệu quả của thiên kiêu đan, ai cũng sáng mắt lên rồi đua nhau trả giá. Tôi trả 500 triệu tiền đại đạo. Tôi 600. 700. Giá liên tục tăng lên, loáng cái đã chạm ngưỡng 1.5 tỷ, cuối cùng đã được bán cho người trả 7.8 tỷ. Ngô Bình đưa viên đan dược cho người đó rồi mới nói với người ngồi trên bàn, 7.8 tỷ tiền đại đạo một viên. Người kia gật gù, được. Đá thần minh cực phẩm của chúng tôi có giá 10.000 tiền đại đạo một viên, vậy thì anh có thể đổi được 78 viên. Ngô Bình, tôi có khoảng 500 viên thiên kiêu đan cực phẩm như thế, tôi muốn đổi hết sang đá thần minh. Người kia ngạc nhiên nói, cậu có nhiều vậy ư? Ngô Bình, tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị. Người kia ngẫm nghĩ rồi nói, mời cậu vào các bàn chuyện. Ngô Bình được mời vào trong thần minh các. Một tu sĩ trung niên mặc đồ màu xanh bước ra, rõ ràng ông ấy đã biết hết chuyện xảy ra bên ngoài nên rất lịch sự nói, chắc công tử là thầy luyện đan đúng không? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là các chủ của thần minh các, tên là Hứa Giang Hà. Ngô Bình, đúng vậy, tôi là thầy luyện đan thất tử đỉnh, sư phụ là thầy luyện đan cửu kim đỉnh. Nghe thấy thế, tu sĩ kia lập tức đứng hình rồi ngạc nhiên nói, thầy luyện đan cửu kim đỉnh. Ngô Bình, sao? Ông không tin à, nói rồi, anh lấy huy hiệu thầy luyện đan thất tử đỉnh của mình ra. Hứa Giang Hà nhìn xong thì vội cười nói, sao tôi không tin chứ? Tôi chỉ ngạc nhiên quá thôi. Thật ra, ông ấy đang thấy vô cùng chấn động, thầy luyện đan cửu kim đỉnh. Trời ơi, tưởng chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ. Ngô Bình, sư phụ đã cho tôi khá nhiều đan dược, nhưng tôi không thể tùy ý bán ra ngoài. Vì thế chỉ có thể lấy các đan dược cấp thấp như thiên kiêu đan ra để trao đổi với các ông. Nghe thấy Ngô Bình gọi thiên kiêu đan là đan dược cấp thấp. Hứa Giang Hà càng bối rối hơn, ông ta ho khan một tiếng rồi nói, thầy Ngô, cậu có thể cho tôi xem ít đan dược cấp cao được không? Ngô Bình đã lấy được khá nhiều đan dược trong động kim đỉnh, trong đó đan dược tốt nhất đã trên cấp 20, vì thế anh đã lấy nó ra. Viên đan dược không có hình dạng bình thường. Mà có hình người cao nửa mét đang ngồi xếp bằng trong hư không, bên ngoài có 9 tầng sáng bao quanh. Hơn nữa, nó còn liên tục phát ra tiếng niệm chú thần kỳ, khiến người khác nghe xong là cảm thấy vui vẻ.
Hứa Giang Hà ngẩn ra nhìn viên đan dược rồi run giọng hỏi, thầy Ngô, đây là đan dược gì và có công dụng thế nào? Ngô Bình, nó là huyền hoàng đại đạo đan, giúp người uống truy tìm nguồn gốc của đại đạo, muốn uống nó thì phải từ tầng thứ 9 đạo cảnh trở lên. Hứa Giang Hà hít sâu một hơi nói, tôi được mở mang tầm mắt rồi. Ngô Bình cất đan dược đi rồi nói, các chủ Hứa, chúng ta bàn vụ trao đổi đi. Hứa Giang Hà cười nói, được, thầy Ngô chúng tôi muốn 500 viên thiên kiêu đan của cậu. Nhưng cậu có thể đưa thêm cho chúng tôi ít đan dược cấp cao hơn được không? Ngô Bình, được thôi, các chủ muốn đan dược thế nào? Hứa Giang Hà cười nói, đan dược mà mọi người ở tiên giới Thái Ất ao ước nhất đương nhiên là tiên thiên đại diễn đan đã thất truyền 3.000 năm nay. Nghe nói uống nó vào thì có thể bù đắp tiên thiên khiếm khuyết, loại bỏ những di chứng trên con đường tu luyện. Ngô Bình cười nói vậy thì các chủ có phương thức luyện chế đúng không? Hứa Giang Hà gật đầu, đúng, thậm chí tôi còn gom đủ dược liệu rồi. Ngô Bình, đan dược này chỉ sư phụ tôi mới luyện chế được, để tôi hỏi người đã. Hứa Giang Hà nói ngay, được, tôi chờ tin của thầy Ngô. Ngô Bình, ông cứ đưa phương thức luyện chế cùng dược liệu cho tôi, như thế sư phụ tôi mới biết mình có luyện chế được hay không. Được ạ, Hứa Giang Hà lấy rồi đưa cho Ngô Bình ngay. Ông ấy cười nói, thầy Ngô, vì nhiều đá thần minh quá nên chúng tôi cùng cần chuẩn bị một chút. Hiện giờ, tôi chỉ đang có hơn 300 triệu viên thôi, cậu lấy trước tạm nhé. Ngô Bình, được, tôi sẽ trả trước 1.000 tỷ tiền đại đạo. Hứa Giang Hà xua tay, không cần đâu, chúng tôi tin cậu mà. Khi nào cậu mang đủ thiên kiêu đan đến rồi tôi sẽ đưa nốt đá cho. Ngô Bình gật đầu, thế cũng được. Lấy đá xong, Ngô Bình hỏi, tôi nghe nói còn có một người đang thu mua rất nhiều đá thần minh cực phẩm, người đó đã đến đây chưa? Hứa Giang Hà cười nói, không giấu gì cậu, người đó đến rồi nhưng chỉ muốn mua bằng tiền thôi nên tôi không đồng ý. Vì thế, anh ta đã về tìm bảo bối rồi, chắc vài hôm nữa sẽ quay lại. Ngô Bình, dù anh ta có bảo bối quý cỡ mấy, các chủ cũng phải giữ đá cho tôi đấy. Hứa Giang Hà vỗ ngực nói, cậu yên tâm, tôi chỉ làm ăn với cậu thôi, người khác thì không tiếp. Sau đó, Ngô Bình đã chắp tay cáo từ. Sau khi rời khỏi chợ Đông Khư, anh lại đến động Thiên Diệu Hoa để tìm con khỉ trắng. Khỉ trắng thấy anh trở lại thì vội nói, thầy Ngô, sao anh lại về đây? Ngô Bình, khỉ, ta cần tìm một nơi để luyện đan, ở đây có tiện không? Ngô Bình được đại bàng cánh vàng kính trọng nên con khỉ trắng cũng phục tùng anh tuyệt đối, nó nói tiện chứ, mời đi theo tôi. Nó dẫn anh đến một hang núi, sau đó ấn tay một cái, phía trước xuất hiện một màn sáng, cả hai đi vào đó thì chính thức tiến vào động Thiên Diệu Hoa. Cảnh vật bên trong hoàn toàn khác, so ra còn đẹp hơn động Thiên Thanh Linh nhiều, diện tích cũng lớn hơn. Ngô Bình cười nói, khỉ, động Thiên này đẹp thật đấy. Chắc có nhiều sinh linh ở đây lắm nhỉ? Khỉ trắng, đúng thế, vì vậy đại ca không muốn động Thiên bị con người chiếm đóng. Nếu như vậy thì sinh linh ở đây sẽ bị tiêu diệt hết mất. Ngô Bình gật đầu, đúng, con người mà đến thì họ sẽ không cho phép các sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Anh tìm một hang động rồi thu dọn sơ qua một chút, sau đó bắt đầu luyện đan. Đầu tiên, anh luyện chế thiên kiêu đan. Vì phải có một lượng thiên kiêu đan nhất định thì mới dùng vạn hóa thần hồ để nhân bản được. Anh luyện chế một lèo 5 lò và được 15 viên cực phẩm. Đến lò thứ 6 thì mới đột phá thêm một bậc là tuyệt phẩm. Sau đó, anh bỏ 17 viên thiên kiêu đan cực phẩm vào trong vạn hóa thần hồ để nhân bản. Sau khi bỏ cả đống tiền tiên vào, cứ 5 tiếng, vạn hóa thần lò lại nhân bản được một lần. Cũng có nghĩa là anh chỉ cần luyện chế 30 lần thì sẽ có đủ 500 viên, nhưng quá trình này cũng mất hơn chục ngày. Luyện đan xong, anh lấy phương thức luyện chế tiên thiên đại diễn đan ra để luyện chế thử. Đan dược NA quý hơn thiên kiêu đan của anh, nó thuộc cấp 15 đến 16. Anh đã có phương thức luyện chế cùng được liệu nên bắt tay vào làm ngay. Lò thứ nhất đương nhiên là thất bại, nhưng anh đã có được kinh nghiệm nên bắt đầu lò thứ hai luôn. Lò này anh đã luyện chế được 5 viên tiên thiên đại diễn đan tứ phẩm. Anh vẫn chưa hài lòng với kết quả này nên đã nghiên cứu thật kỹ phương thức.
Mãi một ngày sau, anh mới luyện tiếp lò thứ ba. Lò này đã có tiến bộ hơn, thành phẩm là đan dược nhị phẩm. Ngô Bình cảm thấy muốn nó ở cấp cao hơn nữa là rất khó. Vì thế, anh tiếp tục tìm cách giải quyết và thử cho thêm chú thuật cùng phù chú vào đan dược. Từ đó nâng cao chất lượng cùng dược lực của nó. Lúc trước, anh đã có một môn chú pháp cấp thiên. Hạ phẩm tên là Thất Phúc Hưng Vận Chú. Đây là chú pháp cấp thiên nên tu sĩ bình thường không thể tu luyện được. Ngô Bình có thần anh lớn mạnh nên thử luôn. Khoảng hơn 3 ngày sau, anh đã học thành. Mỗi khi anh niệm chú đều thấy các vận may trong không gian đều đổ dồn vào mình, khiến cơ thể cùng tinh thần của anh đều có sự thay đổi kỳ diệu. Anh cảm nhận một lát rồi lại thử truyền Thất Phúc Hưng Vận Chú vào trong đan dược để nâng cao hiệu quả của nó. Cách làm này cần rất nhiều thử nghiệm, dù trình luyện đan của Ngô Bình cực cao thì lần đầu vẫn thất bại, đan dược đã mất hết tác dụng. Lần thứ hai, anh mới miễn cưỡng truyền chú thuật vào đan dược, cấp bậc của nó đã tăng thêm. Lần thứ ba, chú thuật cùng đan dược đã dung hợp hoàn hảo, Ngô Bình đã luyện chế được 2 viên tiên thiên đại diễn đan cực phẩm. Thời gian còn lại, anh bắt đầu hấp thu đá thần minh để hoàn thiện thần môn. Bây giờ, tuy anh có thần môn chí tôn, nhưng nó là hình thái đầu chứ không phải thực thể. Việc anh cần làm bây giờ là dùng đá thần minh để tạo ra thần môn. Chuẩn bị xong, anh lấy đá thần minh cực phẩm ra để hấp thu. Thần môn của anh bay ra, vô vàn đá thần minh cực phẩm bay vào, sau đó chuyển hóa thành các sức mạnh thần kỳ và dung nhập vào thần môn. Cùng lúc đó, Ngô Bình cũng thúc giục các pháp thuật, thần thông, áo thuật và tinh thuật mà mình tu luyện để khắc trận văn phù văn lên thần môn. Tác dụng của thần môn không chỉ là kết nối với sức mạnh của không gian duy độ cao, mà còn có thể đưa sức mạnh của người tu hành vào trong không gian ấy để rèn luyện và nâng cấp. Đó chính là việc mà Ngô Bình đang muốn làm, anh cần đưa mọi phép thần thông của mình vào trong không gian duy độ cao để rèn luyện và nâng cấp. Bởi sau nâng cấp, các tài năng của anh sẽ mạnh hơn gấp 3 đến 5 lần. Đá thần minh hao dần, các tài năng của Ngô Bình cũng đã được khắc lên thần môn, khiến uy thế của nó tăng mạnh. Cùng lúc đó, các thần thông của thần môn cũng tự động được kích hoạt, sau đó được Ngô Bình lĩnh ngộ và trở thành của anh. Chờ khi 500 viên đan dược được nhân bản xong thì Ngô Bình cũng đã hấp thu hết số đá thần minh mình có. Số đá này khiến thần môn chân thực hơn. Anh cũng học được các pháp thuật và thần thông của nó. Đúng là thần môn chí tôn có khác, các tài năng đều bức người. Cái hiếm hơn là các tài năng này còn kết nối với nhau, có thể tổ hợp thành một tuyệt học cấm thuật bất cứ lúc nào. Ngô Bình bắt đầu thắc mắc không biết ai đã tạo ra thần môn này. Hôm đó, anh mang đan dược quay lại chợ Đông Khư và đến tìm các chủ Hứa Giang Hà của thần Minh Các. Đã hơn 10 ngày trôi qua. Hứa Giang Hà đã chuẩn bị xong số đá mà Ngô Bình cần, hai bên cùng trao đổi với nhau. Giao dịch xong, Ngô Bình lấy tiên thiên đại diễn đan nhị phẩm và tứ phẩm do mình luyện chế ra rồi nói, may quá sư phụ tôi đã luyện chế được, ông ra giá đi. Hứa Giang Hà mừng rỡ nói, tứ phẩm thì tôi mua 30 tỷ đại đạo một viên, nhị phẩm thì 150 tỷ một viên. Tiên thiên đại diễn đan đã thất. Truyền. Giờ cũng chỉ có mình Ngô Bình luyện chế được nên rất quý, nhưng Hứa Giang Hà mua với giá không cao lắm. Ngô Bình gật đầu, sau này, tôi có thể cung cấp số lượng lớn tiên thiên đại diễn đan nhị phẩm cho ông. Hứa Giang Hà vội nói, thế thì tốt quá, cậu có bao nhiêu tôi cũng mua hết. Ngô Bình, chỗ ông vẫn còn đá thần minh đúng không? Hứa Giang Hà cười nói. Vì bị cậu mua hết rồi nên chúng tôi đã chuẩn bị vượt mức thêm 300 triệu viên cực phẩm. Ngô Bình, tôi lấy hết, ngày mai tôi sẽ lại mang 4 viên tiên thiên đại diễn đan nhị phẩm đến. Vậy là Ngô Bình đã mua hơn 2 tỷ viên đá cực phẩm, sắp đủ rồi. Anh rời đi, vừa bay lên cao thì cảm thấy có người bám theo. Anh không hề trốn chạy mà bay tới một vùng hoang vu rồi dừng lại. Một tu sĩ thanh niên dẫn theo 2 tùy tùng xuất hiện phía sau anh. Tu sĩ này mặc áo vàng, đội mũ ngọc, mái tóc màu xanh, mi tâm có ấn ký màu tím, hắn lạnh lùng nói, tôi nghe nói có người đã mua hết đá thần minh cực phẩm nên chờ ở đây, quả nhiên đã chờ được anh. Ngô Bình biết người này chính là người cũng đang mua đá thần minh nên nói, anh muốn gì? Người đó lạnh giọng nói, đưa hết đá thần minh đây,
tôi sẽ cân nhắc tha mạng chó cho anh. Ngô Bình nhìn tu sĩ thanh niên đó thì thấy gương mặt của hắn biến hóa liên tục, chắc cũng là cao thủ cảnh giới vạn tương tầng thứ 9 thần thông. Hơn nữa, hai tùy tùng đi cùng hắn rõ ràng đã là cường giả đạo cảnh. Đi ra ngoài mà có vệ sĩ là cường giả đạo cảnh thì chứng tỏ người này có lai lịch rất lớn, hắn không coi Ngô Bình ra gì cũng là điều dễ hiểu. Dẫu sao trông anh cũng có tu vi kém hắn, bên cạnh cũng không cao thủ bảo vệ. Anh định ăn cướp à? Ngô Bình hỏi. Tu sĩ thanh niên cười khẩy, cướp. Mọi địa phận trên đời đều thuộc về vua chúa. Ở tiên giới Thái Ất này, bổn hoàng tử thích gì thì phải có nấy. Ngô Bình ồ lên nói, ra anh là hoàng tử của hoàng triều Thái Ất, bảo sao mà ngông thế. Nhưng tôi không phải người của tiên giới này nên thân phận của anh không dọa được tôi đâu. Bây giờ, tôi cũng cho anh một cơ hội, mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi thì có lẽ tôi sẽ tha cái tội vô lễ cho anh. Tu sĩ thanh niên kia là hoàng tử nên rất ngang ngược ở đây, hắn chưa từng bị người khác nói vậy bao giờ nên lập tức biến sắc mặt nói, giết nó đi. Ngay sau đó, hai cường giả đạo cảnh ở phía sau đã ra tay, họ tung trưởng ra từ hai phía. Hai trưởng ấn đen ngòm khổng lồ đã xuất hiện trên không, đồng thời tấn công Ngô Bình. Đây là một phép thần thông tà môn tên là U Minh Thủ Ấn, một trưởng này có thể giết chết thần anh của người khác. Ngô Bình thi triển kim thân chú, thủ ấn kia rơi xuống người anh thì ánh sáng vàng lóe lên, còn Ngô Bình không hề hấn gì. Hai cường giả kia ngẩn ra, họ là đại thần thị vệ trong hoàng cung, chẳng những có tu vi cao, mà tài giết chóc cũng không ai bằng, tại sao người này lại không hề hấn gì. Ngô Bình khinh bỉ nói, đại nội thị vệ mà có chút bản lĩnh vậy thôi à. Để tôi cho các người xem thế nào mới là thần thông nhé. Quỳnh. Anh giơ tay phải lên tung một trưởng lên cao, trưởng này che khuất mặt trời, sau đó bùng cháy, sấm chớp kéo đến, phù văn phát sáng, không gian vặn vẹo, trời đất như bay màu. Cái gì, bảo vệ hoàng tử, một người trong số đó thấy không ổn nên gào lên. Song đã muộn, ngay khi trưởng kia ập xuống đã khóa chặt họ, khiến họ không thể cử động. Thần thông mà Ngô Bình tu luyện đến từ thần môn nên rất đáng sợ. Giác. Sau trường đó, hai cường giả kia đã như cái bánh rán, xương cốt gãy hết, nội tạng nổ tung và chết ngay tắp lự. Một chiêu hạ được hai thị vệ hoàng cung có cảnh giới tầng thứ nhất đạo cảnh, vị hoàng tử kia đã nghệt mặt ra, một lát sau mới run rẩy nói, anh đừng làm bậy. Ngô Bình đi về phía sau, anh tiến một bước thì hoàng tử kia lùi một bước, cuối cùng hắn đã giơ một lá bùa ra rồi nói, đây là sát phù do cường giả tầng thứ 8 đạo cảnh tạo ra. Anh còn tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ giết anh. Ngô Bình biết hắn chỉ dọa mình, vì nếu lá bùa ấy có thể giết anh thì hắn đã thi triển nó lâu rồi, chứ không cầm rồi dọa như thế. Thử đi xem nào, Ngô Bình thờ ơ nói, tôi có thể giết anh trong lúc đạo phù hoạt động, hơn nữa cao thủ tầng thứ 5 đạo cảnh trở lên tôi đã từng giết rồi, thì sợ quái gì một lá bùa vớ vẩn chứ. Hoàng tử kia có tính cách hống hách. Nhưng thật sự chưa từng trải qua nguy hiểm bao giờ, càng chưa từng gặp phải một đối thủ đáng gờm như Ngô Bình nên đảo mắt nói, anh bạn, có gì chúng ta bình tĩnh nói. Ngô Bình, bình tĩnh nói ư, cũng được, trước đó anh chuẩn bị cướp đồ của tôi, điều này khiến tôi rất tổn thương, anh định đền bù thế nào? Theo Ngô Bình thấy, so với việc giết một hoàng tử của Hoàng Triều Thái Ất thì thà anh tranh thủ kiếm một món còn hơn. Dẫu sao loại rác rưởi này mai sau cũng không thể đe dọa được gì tới anh, tha cho hắn cũng được. Hoàng tử kia nghe thấy vậy thì lập tức thở phào một hơi, điều hắn sợ nhất là Ngô Bình không cần gì hết mà chỉ muốn giết mình. Anh cứ nói đi, Hoàng Triều Thái Ất có cả tiên giới này mà, anh muốn thứ gì ở đây thì cứ nói với tôi, hắn nói rất oách, nhưng thật ra đang rất hoảng sợ. Ngô Bình, anh thu thập đá thần minh cực phẩm làm gì? Tôi thấy anh đã ở cảnh giới vạn tương rồi nên đã có thần môn rồi chứ. Hoàng tử kia nhìn ngó xung quanh rồi nói, đá thần minh không phải cho tôi dùng, mà là thái tử. Ngô Bình, cho thái tử ư? Vậy anh là em trai của thái tử à? Tên kia hừ một tiếng, coi vậy đi, chúng tôi chỉ giúp đỡ lần nhau thôi. Thời gian hoàng đế tại vị sắp hết, sau đây sẽ chọn ra một minh quân mới. Vì thế thái tử và năm hoàng tử cạnh tranh với nhau rất gay gắt. Thực lực của chúng tôi ngang nhau, nhưng dẫu sao thái tử vẫn là thái tử, anh ta mới là chính thống, đương nhiên tôi phải đứng về phe anh ta rồi,
Anh kiếm đá thần minh về cho thái tử dùng à? Ngô Bình hỏi. Hoàng tử lắc đầu, không, ngũ hoàng tử có thiên bẩm phi phàm, tuy tu luyện hơi chậm nhưng mục đích lại là tạo thần môn chí tôn. Thái tử biết chuyện nên đã lệnh cho chúng tôi đi mua hết đá thần minh chí tôn, như vậy thì ngũ hoàng tử sẽ không tu luyện được. Ngô Bình, nếu ngũ hoàng tử có tư chất tốt như vậy thì kiểu gì hoàng đế chẳng trọng dụng. Hoàng tử, hoàng đế lú lẫn. Lâu rồi, có màng chuyện gì nữa đâu. Không thì thái tử đã bị ngũ hoàng tử thay thế lâu rồi. Ngô Bình, anh đã tìm được bao nhiêu đá thần minh cực phẩm rồi? Hoàng tử, tạm thời mới có hơn tỷ viên thôi. Đưa tôi hết đi, Ngô Bình thờ ơ nói. Hoàng tử tái mặt, nhưng sau một thoáng do dự thì vẫn ngoan ngoãn đưa đá cho Ngô Bình. Anh kiểm tra xong thì gật đầu nói, nể tình chỗ đá này nên tôi sẽ tha cho anh một mạng, biến đi. Hoàng tử không nhúc nhích mà nhìn Ngô Bình nói, huynh đài. Cảnh giới của anh không bằng tôi nhưng sao thực lực lại mạnh thế? Tôi cảm thấy tư chất của anh còn hơn ngũ hoàng tử. Giờ thái tử đang cầu hiền tài, nếu anh chịu đầu quân thì nhất định sẽ được trọng dụng. Ngô Bình không có hứng với cạnh tranh trong hoàng cung nên nói, không có hứng. Hoàng tử, hoàng triều Thái Ất có 49 tương chí tôn mạnh nhất, anh giỏi vậy lẽ nào không muốn lĩnh ngộ à? Ngô Bình dao động. Mỗi mọt thần thông của cảnh giới vạn tương đều sinh ra một loại hình tượng, nhưng các hình tượng này không cố định. Thế gian có các hình tượng chí tôn, nhưng tư duy của con người không thể tưởng tượng được, chỉ có thể mô phỏng theo và gọi đó là tương chí tôn. Đương nhiên tương chí tôn này không phải ai cũng lĩnh ngộ được, thường thì chỉ có ai có thần môn chí tôn mới đủ tư cách lĩnh ngộ thôi. Dưới tương chí tôn còn có tương đế hoàng, tương vương hầu, sau đó là từ cấp cửu phẩm đến nhất phẩm. Thấy Ngô Bình có vẻ do dự, hoàng tử nói, anh bạn, tương chí tôn trên đời chỉ có 108 loại, mà nhờ cơ duyên nên hoàng triều Thái Ất đã có 49 loại. Thực lực của anh mạnh vậy, lại đi khắp nơi thu thập đá thần minh thì chắc đang ngưng tụ thần môn chí tôn đúng không? Thần môn chí tôn kết hợp với tương vô thượng thì thành tựu sau này của anh sẽ vô hạn. Hắn chớp mắt, này, nếu anh chịu ủng hộ tôi lên làm hoàng đế thì sau khi đăng cơ, tôi sẽ phong anh làm quốc sư. Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên, anh nhìn tên kia rồi nói, anh muốn tôi phò tá anh. Anh không làm việc cho thái tử nữa à? Người kia sáng mắt nói, thái tử không giỏi bằng tôi, chẳng qua có cái danh thái tử thôi. Nếu tôi có một người giỏi như anh phụ tá thì có thể cạnh tranh với thái tử rồi. Hơn nữa, thái tử đang dồn hết mọi tâm tư cho ngũ hoàng tử nên không chú ý đến tôi. Sao, anh có đồng ý không? Ngô Bình thờ ơ nói, tôi giúp anh thì được lợi lộc gì? Người kia nói, tôi là tam hoàng tử, so về thực lực thì tôi chỉ sau mỗi thái tử và ngũ hoàng tử thôi. Nếu anh giúp tôi thì tôi có thể cho anh một phần tài nguyên của hoàng triều để giúp anh nhanh chóng tiến bộ. Ví dụ như tương chí tôn, hoặc tôi sẽ tìm thần hỏa vô thượng để giúp anh có dương thần chí tôn. Ngô Bình hào hứng nói, anh có thông tin về thần hỏa à? Tam hoàng tử cười nói, đương nhiên, tư chất của ngũ hoàng tử rất tốt nên thái tử luôn phải đề phòng, vì thế đã tìm hiểu về tài nguyên tu luyện thần môn chí tôn. Tuy thái tử chưa tìm được thần hỏa, nhưng đã có manh mối rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, anh cần tôi làm gì? Tam hoàng tử, tạm thời thì chưa cần làm gì, anh chỉ cần tăng tu vi thôi. Chờ khi ngũ hoàng tử và thái tử đều bị thương thì anh sẽ ra tay giúp tôi. Ngô Bình, nếu một trong hai người đó thắng thì anh định thế nào? Tam hoàng tử, ngũ hoàng tử không đơn giản, thái tử thì càng khó đối phó. Họ cạnh tranh với nhau thì kết quả sẽ là một mất, một bị thương. Nếu thái tử thua thì tôi có thể tiếp quản luôn vị trí của anh ta. Nếu ngũ hoàng tử thua thì tôi cũng có thể tiếp quản thế lực của nó. Vì dù ai trong số họ thua thì thế lực phía sau cũng mất đi chỗ dựa, vì thế sẽ cần người kế nhiệm. Chỉ có như vậy thì họ mới không bị loại trừ. Đến lúc đó, có thêm anh hỗ trợ thì chắc chắn tôi có thể đánh bại phe thắng và giành ngôi hoàng đế. Ngô Bình, tu vi của hoàng đế chắc cũng không thấp, tại sao không tiếp tục đương vị? Tam hoàng tử thờ ơ nói, hoàng đế bị trúng lời nguyền, tuổi thọ có hạn, cùng lắm chỉ sống được 2 năm nữa. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, được, chờ khi anh cần tôi thì cứ gọi, tôi sẽ giúp anh giành ngôi vị hoàng đế. Tam hoàng tử mừng rỡ nói, tốt,
nói lời giữ lời. Tam hoàng tử và Ngô Bình trò chuyện thêm một lúc thì anh đã nắm rõ phần nào tình hình của người này. Sau đó, anh tạm biệt tam hoàng tử rồi về động thiên diệu hoa tiếp tục luyện đan. Ngày hôm sau, anh đã mang nốt số đan dược còn lại tới cho Hứa Giang Hà, sau đó thì trở về nhà ở tiên giới Nguyên Sử. Vừa về Thần Châu, anh đã cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ. Anh đến tìm Nguyệt Thanh Ảnh để hỏi thì mới biết ma môn lại tấn công rồi. May mà lần này, Nguyệt Thị đã đoàn kết nên không bị ảnh hưởng nhiều. Ngô Bình chạy ngay đến chiến trường thì thấy ma môn đang bao vây một pháo đài phòng ngự của Nguyệt Thị. Lúc này đang có rất nhiều cao thủ của Nguyệt Thị ở đây, đến Nguyệt Tổ và Nguyệt Đông Thăng cũng đang chỉ huy tại chỗ. Nhìn thấy Ngô Bình, Nguyệt Đông Thăng mừng rỡ nói, Tiểu Ngô, cháu về đúng lúc quá. Ngô Bình, Bác Nguyệt, tình hình sao rồi? Nguyệt Đông Thăng thở dài nói, ma môn đang liên tục đưa con rối đến đây. Bác nhận được tin không biết họ đã dùng cách gì mà có thể tạo ra được 30.000 con rối. Thực lực của chúng ngang với cường giả tầng thứ 8 và 9 thần thông, trong đó con mạnh nhất còn ngang với cao thủ tầng thứ nhất, thứ hai đạo cảnh. Giờ bác đang lo chúng mà phát động tổng tấn công thù Nguyệt Thị không cầm cự được mất. Ngô Bình, các thế lực lớn khác của Thần Châu đâu? Họ có động tĩnh gì không ạ? Nguyệt Đông Thăng cười khẩy, đương nhiên họ chỉ ngồi xem và chỉ mong Nguyệt Thị bị tiêu diệt, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Ngô Bình hỏi, phía ma môn có bao nhiêu cao thủ đạo cảnh ạ? Nguyệt Đông Thăng, chắc không ít hơn 20 người đâu, lần trước đã bị cháu giết mất mấy người rồi, giờ còn 15, 16 người thôi. Trong đó người có thực lực mạnh nhất là ma chủ của ma môn, tên là Lệ Vô Khuyết. Tu vi của người này đã đến tầng thứ 8 đạo cảnh rồi, nhưng thường sẽ không ra tay mà hành xử rất thần bí. Ngô Bình, Nguyệt Tổ và chủ của ma môn ai có thực lực mạnh hơn ạ? Nguyệt Đông Thăng, ngang nhau thôi, nhưng nếu không đường cùng thì lão tổ không ra tay đâu. Thứ mà Nguyệt Thị phải đối mặt không chỉ là ma môn, sự uy hiếp mạnh nhất với chúng ta chính là các thế lực lớn khác của Thần Châu. Ngô Bình, nếu ma môn ra tay thì cháu có thể giúp nhà mình một chút. Nguyệt Đông Thăng cười nói, có cháu ở đây, bác cũng thấy đỡ áp lực. Ngô Bình lại đến nói chuyện với Nguyệt Tổ rồi mới về nhà. Lâu rồi không về nên anh quyết định sẽ ở nhà với mọi người vài hôm, đồng thời tiếp tục hấp thu đá thần minh cực phẩm để hoàn thiện thần môn. Thời gian cứ thế trôi qua, loáng cái đã nửa tháng. Trong thời gian này, Ngô Bình lại hấp thu thêm rất nhiều đá thần minh và kích hoạt được nhiều thần thông hơn. Cùng lúc đó, anh cũng sửa đổi các thần thông của mình rồi đưa chúng vào trong thần môn để rèn luyện. Lúc này, thần môn đã được anh hoàn thiện gần xong. Anh định tu luyện tiếp cho xong thì Nguyệt Thị truyền tin đến báo ma môn lại tấn công. Ngô Bình nhận được tin thì vội đến hiện trường ngay, chỉ thấy các cao thủ của ma môn đang vây đánh pháo đài, Nguyệt Đông Thăng dẫn đầu đánh bất phân thắng bại với bên kia. So ra thì cao thủ đạo cảnh của ma môn nhiều hơn. Nguyệt Tổ chưa ra tay, chỉ đứng quan sát trên pháo đài, vì chủ của ma môn cũng chưa ra tay. Hiện giờ, một mình Nguyệt Đông Thăng đánh ba người. Tuy có pháp khí đạo cảnh hộ thân nhưng ông ấy cũng phải lùi lại liên tục và đã bị thương. Đúng lúc này, một bóng người đáp xuống, sát quang bùng nổ, ba cao thủ ma môn tấn công ông ấy đã bị giết mất một. Hai người còn lại thì biến sắc mặt rồi lùi lại. Tiếc là đã muộn, Ngô Bình sấn tới, thuật huyền áo đã giết hai tên kia ngay tắp lự. Sự xuất hiện của anh đã khiến các thủ khác của ma môn sợ hãi, một trưởng lão của ma môn hét lên. Tất cả quân của họ đã lùi lại. Nguyệt Đông Thăng cũng lệnh cho quân mình không đuổi theo, mà nhanh chóng thu binh. Trở lại pháo đài, Nguyệt Đông Thăng vừa trị thương vừa nói, Tiểu Ngô, thực lực của cháu đã tăng lên không ít, xem ra sau khi ngưng tụ được thần môn, cháu đã có thực lực ngang đạo cảnh rồi. Ngô Bình, mấy người kia đều ở tầng 1, tầng 2 đạo cảnh nên giết họ không khó. Nếu ở tầng thứ 4 trở lên thì không dễ vậy đâu ạ. Nguyệt Đông Thăng cười nói, điểm phi thường nhất của cháu là tiềm lực vô hạn, bác không thể tưởng tượng nổi 10 năm nữa thì cháu sẽ mạnh đến mức nào. Ngô Bình, bác quá khen ạ. Nguyệt Tổ chợt hỏi, Tiểu Ngô, phá cảnh đan có tiến triển gì không? Ngô Bình, muốn luyện chế được đan dược ấy thì tu vi của cháu cần đạt đến tầng thứ 10 thần thông. Nguyệt Tổ gật đầu, chắc không lâu nữa đâu.
Sau đó, lão lấy một bộ giáp màu đen ra rồi nói, đây là chiến giáp ma thần đạo cảnh, mặc xong thì có thể phát huy thực lực của tầng thứ 9 đạo cảnh. Với tu vi của ta thì không dùng được, ta tặng nó cho cậu đấy. Ngô Bình biết còn phải đối đầu với ma môn tiếp nên không khách sáo mà nhận luôn. Vì ma môn có thể tấn công bất cứ lúc nào nên Ngô Bình đành tu luyện luôn tại đây. Vài ngày sau, thần môn của anh đã viên mãn, nó đã có thực thể. Sau một tiếng nổ vang, trong thần môn đã xuất hiện một không gian, anh đặt tên cho nó là không gian vô thượng. Trong không gian này có đầy năng lượng cao cấp có duy độ cao, anh lập tức đưa các cô gái là Đường Băng Vân, Đường Tử Di, Vân Tịch, Đào Như Tuyết, Lạc Ngưng Đan, Lý Mai, Kỷ Nhược Phi, Lệ Hồng, Nguyệt Vũ và Mộc Thiên Tuyết vào đó tu luyện. Các cô gái đều có trải nghiệm tu luyện, vào không gian này rồi còn được Ngô Bình chỉ dẫn cùng được uống đan dược nên tu vi tăng rất nhanh. 7 ngày sau, ma môn chưa thấy động tĩnh gì, còn Ngô Bình đã hoàn thiện thần môn rồi nói với Nguyệt Đông Thăng, bác Nguyệt, cháu muốn đến Thiên Ma Cốc xem rốt cuộc có gì ở đó mà ma môn lại thèm muốn như vậy. Nguyệt Đông Thăng thoáng vẻ do dự, sau khi suy nghĩ một lát thì nói, Thiên Ma Cốc là thánh địa của ma môn, một trong những nơi khởi nguồn của ma tu. Thật ra không chỉ có tu sĩ ma môn, mà còn có nhiều tu sĩ tiên đạo khác muốn vào đó tìm tòi, hy vọng có thể tìm thấy công pháp hay bảo bối gì đó. Nhưng không may là hầu hết các tu sĩ tiên đạo vào đó xong đều không thể trở ra được nữa. Tiểu Ngô, bác khuyên cháu không nên đi, nơi đó thật sự rất nguy hiểm. Ngô Bình cười nói, bác Nguyệt yên tâm, cháu chỉ vào trong đó xem thế nào thôi, chứ không tham đồ ở bên trong đâu. Thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy, Nguyệt Đông Thăng đành nói, thế thì cháu phải thật cẩn thận, nghe nói có một cao thủ ma đạo đang bế quan tu luyện bên trong đấy. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, bên trong có cao thủ ma đạo ư? Sao họ vào trong được? Nguyệt Đông Thăng cười trừ, họ đều có thực lực phi phàm nên vào trong rồi mà Nguyệt Thị cũng không hay biết gì, hoặc là những người đã ở bên trong từ trước khi Nguyệt Thị nắm quyền quản lý nơi này. Mà dù là ai thì chúng ta cũng không nên dây vào. Ngô Bình gật đầu, cháu biết rồi. Sau đó, anh đã hỏi đường đi rồi đi tới Ma Thiên Cốc. Nơi đây là một thung lũng rộng lớn dài hơn 3.000 dặm, chỗ rộng nhất lên tới hơn 100 dặm. Thời tiết bên trong chỉ có một mùa là mùa xuân, trăm hoa đua nở, linh dược sinh sôi, không hề giống địa bàn của ma môn chút nào. Ngô Bình đáp xuống đầu thung lũng, sau đó quan sát xung quanh nhưng không phát hiện ra những thứ kiểu như truyền thừa của ma đạo. Song lại có mấy cây dược liệu thu hút sự chú ý của anh, vì thế anh đã đi hái chúng. Lúc anh vừa khom lưng xuống thì nhìn thấy dưới bãi cỏ chôn một gương mặt người. Gương mặt này đã mọc đầy rêu. Gần như đã bị bùn đất che phủ, vì Ngô Bình định hái dược liệu đúng chỗ này nên mới tình cờ nhìn thấy. Đôi mắt của người này như hai viên ngọc, đồng tử có một màu đen như mực, miệng thì há, gương mặt thì có vẻ như rất đau đớn. Ngô Bình híp mắt lại, lẽ nào đây là người sống? Anh đào bên dưới lên để lộ ra cả cái đầu, nhưng chỉ có đúng cái đầu mà thôi, bên dưới không có thân thể. Khi tay anh chạm vào cái đầu, một chuỗi phù văn màu đen như được kích hoạt, chúng lúc nhúc những con kiến bò lên tay anh. Ngô Bình vừa nhìn đã biết đây chính là một chú thuật tà môn, nhưng anh không hề sợ hãi mà mặc cho chúng chui vào người mình, thậm chí còn chui cả vào thần môn. Thần môn chí tôn rất mạnh, các chú thuật kia vừa tiến vào đã bất động một chỗ ngay, không lâu sau thì đã chuyển từ màu đen sang vàng, rõ ràng đã bị thần môn đồng hóa. Khi tất cả chú thuật tiến vào thần môn, nó cũng đã bị luyện hóa hết và trở thành một trong các tài năng của Ngô Bình. Bấy giờ anh mới kinh ngạc phát hiện ra rằng thần môn còn có thể luyện hóa được sức mạnh dị chủng. Đương nhiên đây là tác dụng đặc biệt của thần môn chí tôn, mà chắc các thần môn khác không có được. Sau khi bị luyện hóa, chú thuật kia đã biến thành một phù văn kỳ lạ vặn vẹo, nó được khắc lên thần môn và trở thành một phần sức mạnh của thần môn. Sức mạnh chú thuật trên cái đầu người kia đã được Ngô Bình hấp thu toàn bộ. Nó lập tức có máu thịt trở lại, nhưng nhanh chóng bị thối rữa và biến thành một cái đầu lâu. Ngô Bình cảm nhận một chút thì thấy tác dụng của chú thuật này là giam cầm. Nó có thể ghiêm linh hồn và tư duy của một người, khiến người đó không thể suy nghĩ, sau đó như biến thành một cục đất. Chú thuật này thú vị đấy, Ngô Bình lẩm bẩm. Anh tiếp tục lên đường, loáng cái đã phát hiện ra ba cái đầu ở chung một chỗ,
chúng đều bị chôn một nửa dưới đất, vẻ mặt đều có vẻ đau đớn, đồng tử thì vẫn đen ngòm. Ngô Bình chạm vào chúng, lần này đã có nhiều sức mạnh chú. Thuật tiến vào cơ thể anh hơn, sau đó bị thần môn chí tôn hấp thu hết. Rõ ràng chú thuật lần này cao thớ hơn chú thuật Banner X, vì nó thuộc sức mạnh chú thuật cấp cao. Sau khi bị luyện hóa, nó cũng đã biến thành phù văn. Đây là một loại chú thuật suy yếu, nó có thể biến vạn vật trở nên yếu ớt, từ 10 xuống còn một phần thức lực. Ít thì đây cũng phải là chú thuật cấp thiên hạ phẩm, Ngô Bình nghĩ thầm, vì chú thuật cũng là một phần của chú pháp. Anh đi tiếp chục dặm nữa thì nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Có đến hàng trăm gương mặt chất đống thành hình chữ kim. Có gương mặt khóc, có gương mặt cười, có cái thì gào thét, đủ các hình thái. Giờ thì Ngô Bình đã hiểu, mặt người càng nhiều thì chú thuật càng khủng khiếp. Anh không khỏi thấy tò mò, thần môn chí tôn của mình không rõ có thể luyện hóa được nhiều chú thuật mạnh hơn không. Những gương mặt này hầu hết đều đã tiếp xúc với người biết chú thuật, sau đó cứ thế truyền cho nhau, cuối cùng đều bỏ mạng và chất đống như bây giờ. Sau một hồi đắn đo, Ngô Bình vẫn giơ tay chạm vào một mặt người. Đây là một gương mặt nữ, tuy khi còn sống cô ấy rất xinh đẹp, nhưng giờ gương mặt mếu máo nhìn thế nào cũng thấy kinh. Lần này, phù văn màu đen lại bò lên người như bầy kiến, sau đó chui vào trong mắt anh rồi nhanh chóng bỏ vào thần môn. Sức mạnh chú thuật này quá mạnh, ánh sáng thần môn của Ngô Bình đã bị áp chế, nó có sức mạnh ăn mòn rất lớn nên muốn tự khắc bản thân trong thần môn. Đúng lúc này, thần anh của Ngô Bình bắt đầu phát huy. Thần môn chí tôn phát sáng, phù văn chú thuật kia lập tức bị áp chế và co thành một khối chống lại uy áp của thần môn. Sau nửa tiếng luyện hóa, thần môn liên tục thị uy, chú thuật cuối cùng đã hàng phục và ngoan ngoãn bị khắc lên thần môn. Chú thuật này có sức mạnh ăn mòn, có thể ăn mòn vạn vật. Khi nó ăn mòn đối thủ, người thi triển có thể đoạt mệnh đối thủ. Ngô Bình luyện hóa chú thuật ấy xong thì có một con rắn trắng to như cánh tay toàn thân phủ đầy phù văn bò nhanh tới rồi cắn vào chân anh. Ngô Bình đã phát hiện ra nó từ trước nên đạp thẳng vào đầu nó, khi hai bên va chạm, nhờ chú thuật ăn mòn giúp sức nên lực sinh mệnh của con rắn kia đã bị Ngô Bình hấp thu và trở thành một phần lực sinh mệnh của anh, giúp lực sinh mệnh của anh tăng lên rất nhiều. Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên, không biết con rắn này ở đâu ra. Anh đang thấy lạ thì chợt nghe thấy có tiếng kêu đau đớn ở cách đó không xa, âm thanh này rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy được. Anh tăng tốc đi thêm vài dặm nữa thì nhìn thấy có một người đang bị hút vào một vách đá này như có lực hút, nó đã phong ấn người này ở đây, giờ chỉ có mặt người đó là thò ra ngoài, cụ thể là đôi mắt và cái mũi, còn các bộ phận khác đã bị vách đá nuốt chửng rồi. Con mắt kia nhìn thấy Ngô Bình xong thì như liều mạng vùng vẫy. Sau đó đã thò được cái miệng ra nói cứu tôi với. Ngô Bình phát hiện người này có tu vi không thấp, ít cũng là cường giả tầng thứ 5 đạo cảnh, nhưng không biết tại sao lại bị vách đá hút vào trong. Anh khởi động đôi mắt nhìn xuyên thấu thì thấy trong vách đá này có một chú lực rất mạnh, khiến nó như một cái lồng và có thể áp chế được cảnh giới đạo cảnh. Điều đáng sợ hơn là trong vách đá có rất nhiều những thứ giống mạch máu rất nhỏ, chúng đang không ngừng hút chất dinh dưỡng từ người này. Cứu tôi với, người đó gào lên. Ngô Bình bình thản hỏi, ông bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Người kia gần như dùng hết sức bình sinh rồi gầm lên, 800 năm rồi, cứu tôi với. Ngô Bình thờ ơ nói, đây là một chút thuật cực. Kỳ lợi hại, tôi mà động vào thì cũng sẽ bị chúng chú ngay. Tôi sẽ cho cậu cái này, người kia há miệng rồi nhổ ra một cái nhẫn dính nước bọt. Ngô Bình lách người tránh đi. Sau đó nhìn một lát rồi mới ngồi xuống kiểm tra. Anh thấy bên trên nhẫn có dính chất độc cực mạnh, một khi con người chạm vào thì chất độc sẽ phát tác ngay. Anh cười mỉa, lão già khốn kiếp, định hạ độc tôi rồi dùng thuốc giải để ép tôi cứu lão hả? Người trong vách tường nghiêm giọng nói, cứu tôi đi, đồ trong nhẫn sẽ là của cậu hết. Ngô Bình lấy một loại thuốc nước ra rồi đổ lên chiếc nhẫn, đây là thuốc giải độc của anh. Chiếc nhẫn bốc khói xanh, chất độc bên trên đã bị loại trừ. Sau đó, anh cầm chiếc nhẫn lên thì thấy quả nhiên bên trong có rất nhiều tiền tiên, tiền đại đạo cùng khá nhiều đan dược, pháp khí đạo cảnh và phù chú. Xem ra tu vi của lão cũng khủng đấy, Ngô Bình nói.
Người kia, tôi ở tầng thứ 6 đạo cảnh rồi, cứu tôi đi. Ngô Bình cất chiếc nhẫn đi, sau đó giơ tay ra, người kia cũng cố thò một cánh tay ra, sau đó bám chặt vào tay Ngô Bình rồi kéo mạnh. Lão vừa kéo vừa gào lên, vào đi. Xong, dù lão có kéo thế nào thì Ngô Bình vẫn đứng yên như chân đã bị đóng đinh tại chỗ, anh bình thản nói, chú pháp này không làm gì được tôi đâu. Dứt lời, anh lập tức thi triển chú thuật ăn mòn, tay của cường giả kia đã bị ăn mòn, sau đó đến toàn bộ cơ thể, còn lực sinh mệnh của lão đã bị Ngô Bình hấp thu. Lúc này, vách đá cũng lan về phía tay Ngô Bình, nhưng khi nó cảm nhận được sức mạnh chú thuật trên người anh thì tự động rút ngay. Nhưng Ngô Bình lại thò tay vào trong vách, phù văn như bầy kiến lại chậm rãi chui vào da thịt của anh rồi tiến tới thần môn. Đây là một chú trận không thua gì chú thuật ăn mòn, tên nó là tù thiên chú trận. Nó sẽ mượn vạn vật để nhốt kẻ thù lại, đồng thời liên tục hấp thu sức mạnh của kẻ thù, mượn lực trả lực nên đây là một chú trận rất cao thâm. Chú trận này chính là đại trận do chú pháp tạo thành, nên nó có đặc điểm của cả trận pháp và chú pháp. Sau khi học xong tù thiên chú trận, Ngô Bình đã chui luôn vào trong vách đá. Sau khi xuyên qua một đoạn, anh đã tiến vào trong một động thủ rất lớn, trước mắt anh là một ao nước khổng lồ, dưới ao có chất dịch màu đen lượn qua lượn lại như vật thể sống. Có một cái động cao cỡ hai người được đào ở một chỗ cách ao nước vài trăm mét, một ông lão gầy gò đang ngồi bên trong, tóc ông ấy khô rối, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, nhưng mi tâm có một chất dịch màu đen đang vặn vẹo. Ngô Bình đoán tu sĩ này đang dồn toàn lực để luyện hóa dịch thể kia, nhưng không biết nó là gì. Cứ thế, càng đi thêm thì anh càng nhìn thấy các tu sĩ ngồi bế quan như vậy. Và trên người họ đều có chất dịch màu đen kia. Ngô Bình đếm thì thấy có 13 tu sĩ như thế. Anh không quấy rầy họ mà đi tới cạnh ao nước, sau đó nhìn chăm chú vào chất dịch bên dưới rồi lẩm bẩm, đây là gì nhỉ? Mặt chất dịch trông nhẵn bóng có thể soi gương được. Đột nhiên hình ảnh phản chiếu dưới ao của anh động đậy, dịch thể ngoi lên rồi tạo thành dáng vẻ của Ngô Bình, sau đó cười với anh. Ngô Bình giật bắn mình rồi vội vàng lùi lại. Xong, dịch thể hình người kia cũng đã rời khỏi ao nước rồi từng bước tiến gần về phía anh. Ngô Bình híp mắt lại rồi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy kết cấu trong thứ này đang liên tục biến hóa, nó nhanh chóng biến thành dáng vẻ của anh. Thoạt nhìn thì làn da của nó đã giống anh lắm rồi, Ngô Bình lập tức thi triển áo thuật, tung một quyền vào thứ đó. Phập. Sau quyền đó, thứ kia đã lùi lại, ngực xuất hiện một vết thương. Nhưng ngực của Ngô Bình cũng đau nhói, anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy mình cũng đã bị thương. Thuật thế thân đáng sợ thật, Ngô Bình cười khẩy, sau đó nhanh chóng thi triển thuật ăn mòn mới học được, sau đó chạm tay lên vai thứ kia. Ngay sau đó, chất dịch bắt đầu bị ăn mòn. Lực sinh mệnh của nó cũng liên tục truyền vào người Ngô Bình. Nhưng thật ra, lực sinh mệnh của anh cũng bị rút mất một phần. May mà anh lấy lại được nhiều hơn từ thứ kia nên tính ra không bị mất gì. Ngược lại, vật chất của thứ kia liên tục bị bào mòn. Nó cầm cự được 15 phút thì đã thu nhỏ lại một nửa, sau đó như cảm thấy có gì đó là lạ nên đã rút lui. Ngô Bình không cho nó cơ hội, mà thi triển tù thiên chú trận ngay. Chân phải anh dậm xuống đất, mặt đất như sống lại rồi bao vây lấy dịch thể kia. Chú trận này cũng rất quỷ dị, nó không chỉ có thể nhốt được thứ kia, mà còn có thể hấp thu sức mạnh của nó để cường hóa cho đại trận. Cứ thế, thứ kia nhanh chóng không trụ được và bị rút cạn sức lực, sau đó biến thành một đống tro. Lực sinh mệnh của thứ ấy rất kỳ lạ, nó rất bền và khó bị tiêu diệt. Nhưng dù nó có mạnh đến nay thì cũng đã bị Ngô Bình hấp thu và trở thành một phần của anh. Hơn nữa, lực sinh mệnh này còn ẩn chứa mật mã gen tiến hóa, nó đang hướng dẫn cơ thể của anh tiến hóa mạnh mẽ hơn. Sau đó, anh nhìn về phía những người đang tu luyện kia rồi không khỏi thấy gai sống lưng, chắc không phải họ đang tu luyện, mà là đã có trải nghiệm giống anh ban nãy. Xong, họ không đánh bại được dịch thể kia, cuối cùng đã bị nó nuốt trọn. Đúng lúc này, có một tu sĩ trong số đó chợt mở mắt, sau đó đi về phía ao nước. Mỗi bước đi của người này, máu thịt trên người đều biến thành tro bụi rồi rơi xuống, chờ hắn đi tới cạnh ao nước thì cơ thể đã chuyển hóa thành trạng thái dịch thể do nhiều mạch lạc và huyệt khiếu tạo thành rồi. Cơ thể đó nhảy vào ao nước, sau đó hòa vào cùng dịch thể màu đen.
Ngô Bình đã hiểu ra, các vật chất dịch thể này chính là sinh mệnh của vô vàn tu sĩ tạo thành. Nhưng các sinh mệnh ngoại lai sẽ đều bị nó đồng hóa. Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy, Ngô Bình lẩm bẩm. Anh lại đi tới cạnh ao nước, quả nhiên bên trong đã xuất hiện thêm một vật hình người và lại đi ra định ăn anh. Ngô Bình cân nhắc một chút rồi lại luyện hóa nó. Một lần, hai lần, cho đến 10 lần sau, dịch thể màu đen trong ao đã giảm mất 1/3. Lúc này, Ngô Bình cũng đã hấp thu rất nhiều lực sinh mệnh nên không thể hấp thu tiếp được nữa. Sau đó, anh lấy một cái chậu to ra rồi cho tất cả các thứ này vào đó, giờ anh chưa dùng tới, nhưng mai sau thì chưa biết được. Cất chất dịch đó đi xong, anh mới phát hiện đáy hồ có một bộ công pháp. Anh đọc kỹ thì thấy tên nó là Thôn Thiên Ma Kinh. Muốn tu luyện được thì cần luyện hóa hết chất dịch màu đen mà anh đã hấp thu trước đó, đây là một thuật sinh mệnh đặc biệt có tên là Thiên Ma. Ngô Bình hiểu ra rồi lẩm bẩm, ra Thiên Ma là thứ này. Sau đó, anh lại nhìn 12 tu sĩ kia, họ đã bị đồng hóa rồi, thời gian trôi qua đã lâu, tinh hoa sinh mệnh của họ đã bị rút hết. Anh thở dài một hơi, không để ý đến họ nữa mà bắt đầu tìm tòi trong động phủ. Ở đây không có gì, anh chỉ tìm thấy một cái nhẫn ma đạo màu đen trên một cái bàn đá thôi. Ngô Bình vừa chạm tay vào chiếc nhẫn ấy thì đã có một luồng khí tức kết nối với anh. Sau đó chiếc nhẫn đã tự động rơi vào ngón tay cái của anh rồi hóa thành một cái nhẫn màu đen khắc hình rồng. Anh quan sát một lát thì thấy trong cái nhẫn là một không gian rất lớn, nhưng ngoài một thanh đại kiếm màu đen ra thì không còn thứ gì khác. Ngô Bình lắc đầu rồi quyết định rời khỏi đây. Sau khi ra ngoài, anh lại đi bên trong Thiên Ma Cốc để tiếp tục luyện hóa các loại chú pháp, tiếp đó mới rời khỏi đây rồi quay về pháo đài. Lần này anh đã đi hơn một ngày, thấy anh về thì Nguyệt Đông Thăng và Nguyệt Thanh Ảnh mới thở phào một hơi. Tiểu Ngô, trong đó thế nào? Cháu có gặp gì nguy hiểm không? Nguyệt Đông Thăng hỏi. Ngô Bình, chú pháp ở đó rất đáng sợ, nếu cháu không có chút tài năng thì chắc không ra ngoài được mất. Nguyệt Thanh Ảnh, anh Bình, anh to gan quá đấy, Thiên Ma Cốc là nơi nguy hiểm nhất tiên giới nguyên sử đó. Ngô Bình hỏi, không sao. Khi anh đi, ma môn có động tĩnh gì không? Nguyệt Thanh Ảnh lắc đầu, lần trước, anh đã giết được 3 cao thủ đạo cảnh của họ nên chắc họ sợ rồi, vì thế chưa thấy có hành động gì tiếp. Nhưng dạo gần đây, nhà họ thì thường xuyên gây sự với chúng ta, hôm qua còn cướp mất một mảnh đất của mình. Nhà họ đúng là vô liêm sỉ, biết rõ nhà ta đang dồn hết lực để chống lại ma môn nên đã nhân đó chiếm địa bàn của mình. Ngô Bình cau mày. Nhà họ Thi làm vậy có mục đích khác gì không nhỉ? Trước đó, Nguyệt Thị đã hứa hôn gả Nguyệt Thanh Ảnh cho Thi công tử nhà đó, giờ nhà họ làm vậy cũng là một cách trả đũa. Nguyệt Thanh Ảnh hừ lạnh nói, thì bất ngữ cho người chuyển lời đến là nếu em lấy anh ta thì anh ta sẽ hỗ trợ nhà họ Nguyệt chống lại ma môn. Phi, anh ta tưởng mình là ai chứ, em nghe mà mắc ói. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Thanh Ảnh, thực lực của nhà họ Thi thế nào? Nguyệt Thanh Ảnh, không yếu đâu anh, lão tổ nhà đó là Thanh Thi lão tổ, thực lực không thua gì Nguyệt tổ đâu. Không thì ngày xưa bố em đã không nghĩ đến chuyện liên hôn với họ. Ngô Bình hỏi tiếp, Thanh Ảnh, anh nhớ em từng bảo nhà họ Thi đã nhiễm thi khí hỗn độn nên mới hình thành cục diện như bây giờ, thi khí hỗn độn ấy ở đâu? Nguyệt Thanh Ảnh, à, là thế này. Ngày xưa, nhà họ Thi nổi dậy nhờ việc đào mộ. Thời của Thanh Thi lão tổ đã tìm được một ngôi mộ của một nhân vật lớn, bên trong có một thiên thi hỗn độn, Thanh Thi lão tổ đã nhiễm thi khí đó nên cơ thể mới thay đổi. Nhưng đổi lại thì lão đã có thực lực phi phàm, tu vi tăng cao, cuối cùng đã xây dựng được nhà họ Thi mạnh mẽ như bây giờ. Nhưng ngôi mộ đó đến giờ do nhà họ Thi quản lý, người ngoài không được vào. Đến người nhà họ cũng chỉ có mình Thanh Thi lão tổ được vào thôi, ai muốn vào phải xin phép lão. Ngô Bình, nói vậy thì thiên thiên hỗn độn kia cũng không phải thứ xấu xa gì, anh phải tìm hiểu về nó mới được. Nguyệt Thanh Ảnh ngạc nhiên nói, anh Bình, anh đừng đi. Chưa kể đến Thanh Thi lão tổ, thiên thi hỗn độn kia cũng rất nguy hiểm, nhớ anh cũng bị nhiễm. Nguyệt Thanh Ảnh không bao giờ muốn chồng tương lai của mình vừa xấu vừa hôi như thi bất ngữ. Ngô Bình cười nói, đến thiên ma cốc anh còn không sợ thì cái thiên thi hỗn độn vớ vẩn gì đó có là gì. Yên tâm,
anh sẽ không làm sao đâu. Nguyệt Thanh Ảnh, nhưng Thanh Thi lão tổ còn lâu mới cho phép anh vào cấm địa của nhà họ Thi. Ngô Bình, đành nhờ Nguyệt Tổ giúp vậy. Sau đó, anh đến tìm Nguyệt Tổ và nói, lão tổ có thể dụ Thanh Thi lão tổ đi đâu một lát để cháu nhân đó lẻn vào xào huyệt của nhà họ được không ạ? Nguyệt Tổ nghe xong thì cười hỏi, cậu muốn tìm gì? Ngô Bình kể kế hoạch của mình ra, Nguyệt Tổ nghe xong thì nói, tuy có nguy hiểm, nhưng cậu có tư chất nghịch thiên, vận khí lại tốt nên ta sẽ không ngăn cản. Sau đó, hai người bàn bạc kế sách rồi một trước một sau đến nhà họ Thi. Nguyệt Tổ bất ngờ xuất hiện trên không trung của nhà họ Thi, khí tức khủng bố của lão đã làm kinh động tới các cao thủ của nhà họ Thi. Vừa hay lúc này, hai nhà đang xung đột nên Thanh Thi lão tổ lập tức xông ra. Lão ta có dáng vẻ của một người đàn ông trung niên, Nguyệt huynh, tự nhiên đến nhà họ Thi tôi có việc gì thế? Nguyệt Tổ hừ lạnh nói, Thi lão quỷ, nhà ông thừa nước đục thả câu như thế là không được. Thanh Thi lão tổ cười nói, nếu ông không phục thì chúng ta so chiêu, hơn 100 năm không tỉ thỉ với ai rồi, toàn thân tôi ngứa ngáy quá. Nguyệt Tổ bỏ đi rồi nói, có giỏi thì đi. Thanh Thi lão tổ cũng không muốn đánh đấm với người khác ở địa bàn của mình nên đuổi theo ngay. Cùng lúc đó, Ngô Bình đã xuất hiện cạnh một ngôi mộ. Anh thi triển thuật ẩn thân rồi lặng lẽ đi vào bên trong. Bên ngoài ngôi mộ này có cấm chế của Thanh Thi lão tổ, mau mà chú pháp của Ngô Bình rất cao minh nên anh có thể dễ dàng xuyên qua cấm chế rồi đi vào trong mộ. Trong này được quét dọn sạch sẽ, có một cái quan tài được đặt trên một cái bục chín bậc. Quan tài đã được đóng chặt, xung quanh có thi khí hỗn độn vần quanh nhìn như những con du long. Ngô Bình, xem ra Thanh Thi lão tổ chưa mở quan tài ra, mà chỉ hấp thu thi khí hỗn độn bên ngoài thôi. Anh đi gần về phía quan tài thì thấy rất bất an, thứ này quả nhiên đáng sợ, anh không dám mạo hiểm nên lập tức lùi bước. Anh vừa quay đi thì nghĩ tới thiên ma, không biết thiên ma và thiên thi cái nào mạnh hơn. Anh lấy cái chậu lúc trước ra rồi ném vào cạnh quan tài. Thiên ma đã cảm nhận được thi khí nên lập tức trỗi dậy, chất dịch kia lăn lộn rồi ngưng tư thành một hình người, sau đó nhảy ra khỏi chậu rồi đi thẳng về phía quan tài. Chiếc quan tài rung lên mãnh liệt, nắp bị một luồng sức mạnh đánh bay, một người đàn ông cao lớn có ánh sáng vàng bao phủ toàn thân xuất hiện. Khí tức của người này rất mạnh, chắc phải là cảnh giới tầng thứ 10 đạo cảnh rồi. Đôi mắt của thiên thi hỗn độn này phun ra ngọn lửa màu xanh, sau đó nó túm lấy cổ của thiên ma hình người nhưng không thể giết được thiên ma. Thiên thi hỗn độn đi tới gần cái chậu rồi quấn lấy nó, hình ảnh của thiên thi chiếu xuống chậu, một thiên ma khác lại bắt đầu biến đổi và có thêm một con hình người nữa xuất hiện, sau đó liên tục mô phỏng lại hình dạng của thiên thi kia. Thiên thi hỗn độn không biết sự lợi hại của thiên ma nên không lâu sau, thiên ma hình người thứ hai đã biến thành hình dạng giống hệt thiên thi rồi xông vào cuộc chiến. Lần này, thiên thi nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong, chưa đến chục phút sau đã bị thiên ma nuốt trọn rồi bị lôi vào trong chậu. Thiên ma muốn luyện chế thiên thi thì cần một khoảng thời gian. Ngô Bình cất ngay cái chậu đi, sau đó đi tới cạnh quan tài kiểm tra. Bên trong có vật mai táng cùng, gồm một áo giáp như ngọc có khắc hai phù văn. Ngoài ra còn có một cặp búa với sát khí bức người. Ngô Bình thậm chí không dám chạm vào nó, nhưng áo giáp và cặp búa thì đã được anh cất vào trong nhẫn. Thấy không còn gì khác nữa, Ngô Bình nhanh chóng lủi đi. Phía khác, Nguyệt Tổ cũng không thật sự giao chiến với Thanh Thi lão tổ, thấy thời gian đã hòm hòm, lao tung một đòn sát chiêu rồi nhân đó chạy luôn. Chờ khi Thanh Thi lão tổ về nhà rồi mới thấy hơi bất an. Lão ta đã vào trong mộ để kiểm tra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lão ta đã sửng sốt, quan tài đã bị mở, thiên thi hỗn độn ở trong đã biến mất. Thấy thế, Thanh Thi lão tổ đầy vẻ hoảng sợ rồi lẩm bẩm, thực lực của thiên thi hỗn độn còn hơn ta, đến ta còn không dám mở quan tài, vậy rốt cuộc là ai đã làm điều đó? Lẽ nào là người của Nguyệt Thị? Không thể nào, nếu họ có bản lĩnh này thì đã tiêu diệt nhà họ Thi lâu rồi. Vậy rốt cuộc là ai đây? Quay về pháo đài, Nguyệt Tổ cười hỏi, Tiểu Ngô, cậu có phát hiện gì không? Ngô Bình, bên trong có một cái quan tài tỏa ra thi khí hỗn độn. Thứ bên trong cũng rất đáng sợ, đến cháu cũng không thể đến gần. Nhưng cháu đoán Thanh Thi lão tổ cũng chưa từng mở nó ra.
Nguyệt Tổ gật đầu, chuyện này cũng bình thường thôi, Thanh Thi Lão Tổ chưa thế chống lại thực lực của Thiên Thi Hỗn Độn được. Ngô Bình, Lão Tổ có biết lai lịch của Thiên Thi Hỗn Độn ấy không ạ? Nguyệt Tổ ngẫm nghĩ rồi nói, theo ta đoán thì chắc trước khi chết, Thiên Thi Hỗn Độn đó là một cảnh giới đại đạo hỗn nguyên. Tu sĩ lĩnh ngộ được đạo đạo hỗn nguyên nghiêm khắc mà nói thì đã ở cảnh giới trên đạo cảnh. Nhưng tình hình cụ thể của cảnh giới hỗn độn ra sao thì đến Nguyệt Tổ cũng không rõ vì tu sĩ đạt đến trình độ này rất ít. Nhưng nhân gian vẫn liệt tu sĩ cảnh giới hỗn độn vào đạo cảnh, dẫu sao với họ mà nói thì đạo cảnh và cảnh giới hỗn độn cũng là những bậc cao lớn. Ví dụ như những người tạo ra tiên giới như Nguyên Sử Đại Đạo Tôn, Thái Ất Đạo Tôn. Họ đều là cường giả cảnh giới hỗn độn, nhưng người ngoài không biết rốt cuộc họ đã đạt đến trình độ nào. Ngô Bình nói, nếu là tu sĩ hỗn độn thì sao lại chết được nhỉ? Nguyệt Tổ, có rất nhiều khả năng, ví dụ như bị người khác hại chết hoặc việc tu hành có vấn đề. Nghe nói tu sĩ cảnh giới hỗn độn mới dễ chết, vớ vẩn cái là tẩu hỏa nhập ma ngay. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Nguyệt Đông Thăng, nói, bác Nguyệt, cháu nghĩ bác nên từ bỏ Thiên Ma Cốc. Anh đã lấy Thiên Ma đi rồi nên bây giờ Thiên Ma Cốc không còn giá trị gì với ma môn nữa, Nguyệt Thị từ bỏ nơi đó cũng không ảnh hưởng gì. Nguyệt Đông Thăng không biết nội tình nên xứng người nói, tiểu ngô, nếu làm vậy thì ma môn sẽ nhanh chóng tăng cao thực lực, sau đó nhất định sẽ chiếm được Thần Châu. Ngô Bình, không đâu ạ, cháu đã đi quanh nơi đó rồi. Ngoài vài chú pháp đáng sợ ra thì chẳng còn gì hết. Nguyệt Đông Thăng thoáng vẻ kinh ngạc, bên trong không có truyền thừa ma môn à. Ngô Bình lắc đầu, cháu xem hết mọi nơi rồi, không có đâu. Vì thế cháu nghĩ mình nên từ bỏ nơi đó. Không có Thiên Ma Cốc thì ma môn không có lý gì để tấn công mình nữa. Nguyệt Đông Thăng nhìn sang Nguyệt Tổ, lão nói, ta tin vào phán đoán của tiểu ngô, cử người đi đàm phán với ma môn đi. Nguyệt Đông Thăng gật đầu, vâng, con sẽ cho người đi ngay. Nếu từ bỏ Thiên Ma Cốc thì Nguyệt Thị không còn áp lực từ phía ma môn nữa, Ngô Bình đã về nhà tu luyện. Anh đã hấp thu được rất nhiều lực sinh mệnh trong Thiên Ma Cốc nên giờ cần thời gian để tiêu hóa để thật sự nắm vững chúng. Lực sinh mệnh của Thiên Ma rất đặc biệt, từ khi tiến vào cơ thể của Ngô Bình, chúng không ngừng giúp anh tiến hóa và nâng cao thể chất cùng thần anh. 5 ngày sau, Ngô Bình lấy Thiên Ma ra thì phát hiện Thiên Thi Hỗn Độn đã bị Thiên Ma cắn nuốt. Sau đó, lực sinh mệnh của Thiên Ma đã tăng lên nhiều, không chỉ bổ sung các năng lượng còn thiếu của Ngô Bình, mà còn dư ra thêm một phần. Hơn nữa, rõ ràng Thiên Ma đã mạnh hơn. Nhưng Ngô Bình không sợ nó, mà tiếp tục dùng cách cũ để luyện hóa Thiên Ma. Lực sinh mệnh mới của Thiên Ma đã cao cấp hơn trước. Không lâu sau, Ngô Bình đã tiêu hóa được non nửa Thiên Ma. Hôm nay, Nguyệt Thanh Ảnh đến tìm anh và nói ma môn đã đưa ra một điều kiện rất hậu hĩnh, họ cùng rất nhiều tiền để mua lại Thiên Ma Cốc của Nguyệt Thị. Nhưng việc Nguyệt Thị bán Thiên Ma Cốc đi đã khiến các thế lực khác bất mãn, giờ nhiều thế lực lớn đã tụ tập ở Nguyệt Thị để hỏi tội. Ngô Bình nghe xong thì không khỏi cười khẩy, đám này hay thật, có gì mà hỏi tội mình cơ chứ? Lúc ma môn tấn công thì họ lặn mất tăm còn gì? Nguyệt Thanh Ảnh, họ đều có mưu đồ riêng, tầm nhìn thì hạn hẹp, nói chung toàn lũ vô liêm sỉ. Ngô Bình, họ vẫn đang ở Nguyệt Thị à? Nguyệt Thanh Ảnh thở dài, bố em đang đối phó với họ. Đúng lúc này, bỗng có một tiếng động lớn ở Nguyệt Thị, Nguyệt Thanh Ảnh nghe xong thì kinh ngạc nói, có chuyện rồi. Ngô Bình vội vàng đến Nguyệt Thị với cô ấy thì thấy có một đám người đang phùng mồm trợn mắt lên tranh cãi và chất vấn Nguyệt Đông Thăng. Ông ấy giận tím mặt và chuẩn bị bùng nổ. Một cái bàn đã bị ông ấy đập nát, nóc ra cũng bị thủng một lỗ. Xem ra, ông ấy đang rất giận dữ. Nguyệt Thị các người chỉ biết tư lợi cá nhân, các người đã bán đứng Thần Châu. Đúng thế, ma môn có được Thiên Ma Cốc rồi thì nhất định thực lực sẽ tăng mạnh, khi ấy chúng tôi đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công của họ. Nguyệt Đông Thăng, ông có chịu trách nhiệm được không? Nguyệt Đông Thăng, ông mau đòi Thiên Ma Cốc về ngay, không thì sẽ là đối đầu với chúng tôi cùng Thần Châu. Bụp! Nguyệt Đông Thăng lạnh giọng nói, ngậm hết miệng lại. Giờ các người còn dám lớn tiếng đe dọa Nguyệt Thị à? Lúc ma môn tấn công, các người đã làm gì? Tại sao không cử người đến ứng cứu để cùng Nguyệt Thị tiêu diệt ma môn?
đúng là lũ mặt dày. Nguyệt Thanh Ảnh, đúng thế, giờ các người vênh váo với ai? Tại sao không trực tiếp đòi lại Thiên Ma Cốc từ tay ma môn ấy? Một ông lão lập tức chĩa mũi dùi về phía Nguyệt Thanh Ảnh, tiện nhân, chưa đến lượt cô lên tiếng ở đây. Ông ta chính là quan thái nhất gia chủ của nhà họ Quan, một trong các thế lực lớn ở Thần Châu. Chát! Ngô Bình tát cho ông ta một cái, làm mặt ông ta sưng phù, ông ta gào lên, chán sống rồi hả? Ông ta giơ tay lên định đánh Ngô Bình bằng một sát phù. Phụt! Nhưng Ngô Bình đã bồi thêm vào mặt ông ta một cú đấm, làm mặt ông ta lõm xuống, quan thái nhất kêu gào đau đớn suýt nữa ngất xỉu. Phải biết rằng người này là cường giả tầng thứ tư đạo cảnh, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của Ngô Bình. Ngô Bình xách cổ ông ta lên rồi lạnh giọng nói, ông gọi ai là tiện nhân, cả nhà ông mới là tiện nhân ấy. Nói rồi, anh làm thêm vài cú. Đấm nữa, đánh cho quan thái nhất biến dạng. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đến Nguyệt Đông Thăng cũng không mạnh đến mức này, rốt cuộc người này là ai? Xin lỗi, Ngô Bình nghiêm giọng nói, không xin lỗi là tôi đánh chết ông đấy. Ngô Bình nhanh chóng đè bẹp khí thế của đám kia. Quan thái nhất vội nói, đừng đánh nữa, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Ngô Bình hỏi Nguyệt Thanh Ảnh, tha cho ông ta nhé. Nguyệt Thanh Ảnh bĩu môi, vâng, nhà họ Quan với nhà họ Nguyệt cũng khá thân. Bấy giờ, Ngô Bình mới thả quan thái nhất ra, nếu ông còn làm loạn nữa thì tôi cắt lưỡi đấy. Sau đó, anh nhìn mọi người một lượt, ai nấy đều im lặng. Không dám ho he nửa lời vì sợ bị Ngô Bình chĩa vào. Ngô Bình, các người đến đây làm gì? Hỏi tội Nguyệt Thị ư? Đúng là một đám không biết xấu hổ. Nếu giỏi thì các người đến Thiên Ma Cốc mà đuổi ma môn đi, còn không thì biến, đừng làm cho con bò ở đây nữa. Một người trong số đó bị mắng phát bực nên nói, cậu là ai, có tư cách gì mà nói chúng tôi? Quỳnh! Người đó vừa nói xong thì bị Ngô Bình đấm cho ngã nhào. Khí tức anh tỏa ra khiến tất cả mọi người dựng tóc gáy. Người bị đánh gãy mất bốn cái xương, đau đến mức suýt xoa. Lúc ra tay, lực của Ngô Bình quá mạnh nên ông ta không đánh lại được. Ông ta đoán nếu anh dùng sát chiêu thì ông ta đã chết rồi. Giờ tôi có tư cách chưa? Ngô Bình hỏi ông ta. Người kia méo miệng đáp, có rồi. Quá đáng rồi đấy, cậu ta là ai thế nhỉ? Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Nghe nói là chồng sắp cưới của Nguyệt Thanh Ảnh, người đứng đầu đại hội quần hùng của núi Nguyên Sử, đồng thời còn là công tử số một của Thần Châu. Qua, bảo sao, người đứng đầu đại hội quần hùng thì sau này chắc chắn là cường giả của núi Nguyên Sử rồi, đúng là cậu ta có tư cách lên mặt với người khác thật. Đừng nói là lên mặt, dù giết vài người ở đây thì có gia tộc nào dám báo thù chứ. Nhỡ chọc giận đến núi Nguyên Sử là coi như gây họa diệt môn luôn. Ngô Bình hung hãn nhìn lướt qua nhóm đó rồi nói, biến ngay, không là tôi đánh đấy. Đám kia tái mặt rồi chuồn luôn, không một ai dám nói gì. Chờ họ về hết rồi, Nguyệt Đông Thăng mới thở ra một hơi nói, tiểu Ngô, cháu mà không đến chắc bác sẽ liều mạng với họ rồi. Ngô Bình, không cần nể mặt họ làm gì, hơn nữa cháu thấy cục diện của Thần Châu cũng nên thay đổi đi thôi. Nguyệt Đông Thăng, tiểu Ngô. Ý của cháu là chiếm các thế lực khác ư? Ngô Bình gật đầu, nếu cháu đoán không nhầm thì trước kia Nguyệt Thị an phận cũng bởi lo bị ma môn tấn công từ nhiều phía. Giờ ma môn không còn uy hiếp đến mình nữa, thì mình cần gì phải khách sáo với đám kia nữa ạ? Nguyệt Đông Thăng bật cười, tiểu Ngô, cháu sáng suốt lắm, thật ra bác cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nguyệt Thanh Ảnh, vậy bắt đầu từ nhà họ thì đi, dạo này nhà họ liên tục cử cao thủ đến tập. Kích biên giới của nhà ta và đã đánh chết khá nhiều đệ tử, ngoài ra còn cướp không ít tài nguyên khoáng sản của mình nữa. Nhắc đến nhà họ Thi, Ngô Bình nói, người mạnh nhất nhà họ chắc là Thanh Thi lão tổ, nếu có thể trừ khử lão ta thì nhà họ Thi còn gì phải nghĩ nữa. Nguyệt Đông Thăng cười nói, đúng thế, không còn Thanh Thi lão tổ thì bác có thể san bằng nhà họ bất cứ lúc nào. Ngô Bình gật đầu, cháu sẽ phụ trách xử lý lão già đó. Nguyệt Đông Thăng ngẩn ra, tiểu Ngô, cháu muốn tự ra tay ư? Ngô Bình lắc đầu, không, nhưng vẫn có hiệu quả tương đương. Nguyệt Đông Thăng rất tin tưởng Ngô Bình,
ông ấy không hỏi gì nữa mà gật đầu nói, nếu cháu có cách xử lão ta thì tốt rồi. Thanh thi lão tổ rất độc ác, lão thường lấy người sống để làm thí nghiệm để luyện họ thành cương thi rồi thành con rối cho nhà họ thi. Trong nhà đó, cứ 10 người lại có một người là cương thi, điều này làm dân chúng oán than ghê lắm. Ngô Bình, loại độc ác như vậy chết cũng đáng. Nguyệt Thanh Ảnh có vẻ lo lắng nói, anh Bình, em đi cùng anh. Ngô Bình lắc đầu, chuyện này cần bí mật, em cứ ở nhà chờ tin tốt thôi. Tối đó, Ngô Bình lại đến ngôi mộ kia của nhà họ thi. Quan tài vẫn ở đây, nhưng cấm chế bên ngoài không còn nữa. Mất thiên thi hỗn độn rồi, thanh thi lão tổ cũng không còn coi trọng nơi này nữa. Ngô Bình lặng lẽ lẻn vào trong rồi lại mở quan tài ra, sau đó cho thiên ma vào bên trong, tiếp theo đóng quan tài lại, sau đó cố ý gây ra một chút tiếng động rồi nhanh chóng rời đi. Ngôi mộ có động tĩnh, thanh thi lão tổ phát hiện ra ngay rồi xuất hiện tại chỗ ngay tắp lự. Lúc này, quan tài đang tỏa ra khí tức hỗn độn mãnh liệt. Lão cả kinh lẩm bẩm, chuyện gì vậy? Lẽ nào thiên thi quay về rồi? Nghĩ tới khả năng này, lão ta vô thức lùi lại vài bước, nhưng sau đó lại thấy có gì đó sai sai. Khí tức hỗn độn của thiên thi lúc trước rất bức người nên lão ta không dám lại dần, nhưng cảm giác lần này lại khác, khí tức trong quan tài rất hiền hòa. Lão ta thấy rất tò mò nên chậm rãi đi về phía quan tài, lão ta đứng nhìn một lát thì không thấy có gì bất thường nên to gan hơn rồi cắn răng mở quan tài ra. Ngay sau đó, lão ta chỉ thấy có rất nhiều chất dịch ở bên trong đang lăn lộn như vật sóng. Hình ảnh của lão ta chiếu xuống, sau đó chất dịch ngoi lên và nhanh chóng hình thành một dáng người. Người đó thay đổi rất nhanh và biến thành hình dáng giống hệt thanh thi lão tổ. Lão ta kinh hãi thì vật kia cũng có biểu cảm tương tự, nhưng trông rất quỷ dị khiến người ta nhìn là thấy dựng tóc gáy. Thanh thi lão tổ run giọng hỏi, tiền bối thiên thi đó ư? Thiên ma đã hấp thu thiên thi hỗn độn nên khiến cho khí tức của cả hai giống nhau, vì thế thanh thi lão tổ mới nhầm. Thiên ma cười đáp đúng, nói rồi, nó đi gần tới thanh thi lão tổ. Thanh thi lão tổ kích động quỳ xuống, đệ tử thanh thi tham kiến tiền bối thiên thi. Thiên ma chạm tay lên đầu thanh thi lão tổ, sau đó nở một nụ cười quái lạ, tốt lắm. Ngay sau đó, một lượng lớn chất dịch màu đen tràn vào thức hải của thanh thi lão tổ. Lão ta run lên rồi nhanh chóng bị thiên ma khống chế. Một lát sau, Ngô Bình quay lại ngôi mộ thì thấy thanh thi lão tổ đã bị khống chế, anh ném lão ta vào quan tài rồi cất luôn quan tài đi. Thanh thi lão tổ chết, Nguyệt Thị đã tấn công nhà họ thi ngay trong đêm đó. Toàn quân nhà họ thi nhanh chóng bị tiêu diệt, số còn lại thì đều bỏ chạy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 171.